Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 83. Đế nữa, 1. Kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp mạnh mẽ tuôn ra, nhưng sau một khắc, kiếm ý hư vô cảnh lại bị cổ lực lượng vô hình kia đè trở về trong cơ thể. Dương Diệp hoảng hốt. Dương Diệp tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, hắn vội vàng kích hoạt huyết mạch long tộc trong cơ thể mình, sau khi huyết mạch huy áp xuất hiện, hắn cảm thấy áp lực trên người giảm bớt rất nhiều. Rất nhanh, áp lực trên người hắn triệt để biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả, áp lực biến mất, không phải vì huyết mạch huy của hắn áp, mà vì lão giả thu tay lại. Lúc này lão giả cũng đang nhìn hắn, ở trong mắt lão giả có một tia nghi hoặc. Long tộc, cũng chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ sao? Dương Diệp nhìn lão giả, hai đấm chậm rãi nắm lại. Thực lực lão giả trước mắt này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Trực giác nói cho hắn biết. Cho dù kêu ra tất cả khôi lỗi thánh giả cũng vô dụng. Nếu muốn sống, dùng sức mạnh là tuyệt đối không được, chỉ có đồng chí. Nghe Dương Diệp nói, thanh niên bên cạnh lão giả muốn tiến lên, nhưng bị lão giả ngăn cản. Lão giả từ đầu tới đuôi đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Trên người của ngươi xác thực có huyết mạch long tộc cùng long tộc truyền thừa, hơn nữa, ta cảm giác được, cái truyền thừa cùng huyết mạch này, không phải ngươi cưỡng đoạt đến. Mà đối phương tự nguyện truyền cho ngươi cơi. Điểm ấy, để cho ta rất không minh bạch, bởi vì long tộc ta, căn bản không có khả năng giao truyền thừa của mình cho nhân loại. Trừ cái này ra, huyết mạch long tộc trên người của ngươi cực kỳ thuần khiết, cực kỳ cao quý, nói cách khác, vị cường giả long tộc kia ở trong long tộc ta, địa vị khẳng định rất cao, đây càng để cho ta nghi ngờ, bởi vì mấy ngàn năm qua, cường giả long tộc ta đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có ai truyền thừa cho nhân loại. Ta không phải ở linh giới đạt được truyền thừa. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta cũng đoán như vậy. Lão giả nói. Ngươi tới từ vực ngoại, hay là hạ vị diện? Hạ vị diện. Dương Diệp nói. Vị cường giả long tộc kia, vì sao lại tặng truyền thừa cho ngươi? Lão giả lại hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta thông qua hắn khảo nghiệm, sau đó lấy được. Đương nhiên. Hắn vốn hy vọng truyền thừa cho long tộc. Nhưng ở thế giới của chúng ta, long tộc quá yếu, không có long có thể thông qua thí luyện. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể truyền thừa cho ta, hơn nữa hy vọng ngày sau ta có thể trợ giúp long tộc. Thì ra là thế. Lão giả khẽ gật đầu nói. Tuy long tộc như lời ngươi nói kia, cùng long tộc linh giới chúng ta khả năng không phải thuộc nhất mạch, nhưng dù sao cũng là long tộc. Ta tôn trọng đối phương lựa chọn. Nghe vậy. Trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng, nhưng lúc này lão giả lại nói. Nhưng vì sao ngươi lại nói dối là người phát ngôn của long tộc? Dương Diệp nhìn thoáng qua Hắc Long, sau đó nói. Ta vô ý mạo phạm long tộc, chỉ là ta không muốn giết hắn, cho nên mới ra hạ sách này. Giết ta? Hắc Long lạnh lùng nói. Ta xem là vì sợ giết ngươi đi. Dương Diệp vung tay lên, ba ảnh nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc trước nếu như ta muốn giết ngươi, thật sự không tốn chút sức nào, bởi vì cường giả long tộc có ân với ta, cho nên cho dù lúc ấy ngươi cùng ta đối địch, ta cũng không giết ngươi. Nhưng lúc ấy ngươi lại muốn đối địch với ta, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể suy nghĩ biện pháp lừa ngươi đi. Hắn đương nhiên là lừa dối, phải biết lúc trước hắn còn không có đạt được khôi lỗi ảnh nhân. Nếu như lúc ấy có khôi lỗi ảnh nhân, Hắc Long sớm bị hắn rút gân lột ra rồi. Nhìn thấy ba ảnh nhân, sắc mặt Hắc Long biến hóa, hắn không nghĩ tới Dương Diệp có ba khôi lỗi thánh giả. Mặc dù hắn tự tin, nhưng còn không có tự tin đến có thể dùng lực lượng của mình đối kháng ba thánh giả, hơn nữa ba khôi lỗi ảnh nhân này xem xét là khôi lỗi viễn siêu thánh giả bình thường. Chẳng lẽ lúc trước thằng này thật không muốn giết mình mới nói dối? Trong đầu Hắc Long đột nhiên toát ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị hắn xua tán. Trực giác nói cho hắn biết. Dương Diệp là lừa dối hắn. Tựa như lúc trước lừa dối hắn. Tử Linh. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói. Đây là Tử Linh chỉ U Minh Điện mới có, vì sao ngươi có? Hơn nữa ngươi có thể khống chế. Tử Linh. Nguyên lai những hắc ảnh này gọi Tử Linh. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngẫu nhiên đoạt được. Hắn tự nhiên không thể nói là đoạt, hiện tại nên ít xuất hiện một chút. Lão giả nhìn Dương Diệp, không nói gì. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, huyền khí trong cơ thể vận chuyển. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nhướng mày,
ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trầm ngâm một cái chớp mắt, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, khi lão giả đi vào hư không, ở trước mặt cách đó không xa, đứng một nữ tử quần trắng. Ngươi là ai? Lão giả trầm giọng nói. Về trung thổ thần châu đi. Nữ tử nói, thanh âm chân thật đáng tin. Không ai có thể ra lệnh cho long tộc ta. Hai mắt lão giả nhíu lại. Ta làm cái thứ nhất. Nữ tử nói xong, cũng không thấy nàng có động tác như thế nào, trong chốc lát, toàn bộ hư không bắt đầu bóp méo. Ngươi là đế nữ hành tẩu thế gian. Lão giả kinh hãi nhìn nữ tử, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không có chút khinh thị nào, có chỉ là ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nữ tử không nói gì, toàn bộ hư không vặn vẹo, lực lượng cường đại làm cho toàn thân lão giả vang lên đùng đùng, phảng phất như muốn xé rách nát bấy. Giống. Lão giả gầm lên giận dữ, biến hóa nhanh chóng, một hoàng kim cự long gần vạn trượng xuất hiện ở trong hư không. Đỉnh núi. Dương Diệp chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn cảm giác được, trước kia lão giả kia đã có sát tâm với hắn. Chỉ là không biết tại sao, đối phương đột nhiên rời đi. Ở đối diện hắn, thanh niên kia cùng Hắc Long cũng nhíu mày, giống như Dương Diệp, trong mắt bọn họ đầy vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không biết vì sao lão giả kia đột nhiên rời đi. Trầm mặc một hồi, thanh niên áo bào xám đột nhiên đi đến trước mặt Dương Diệp nói. Người giống như rất không tồi, khoa tay múa chân một chút không? Đến. Dương Diệp không có cự tuyệt, hiện tại nhục thân của hắn đạt đến một trình độ mình cũng không biết, yêu thú bình thường, coi như yêu thú thánh cấp, lực lượng thân thể khả năng cũng không mạnh bằng hắn. Mà bây giờ, trước mặt hắn, long tộc danh xưng lực lượng thân thể vô địch, hắn muốn nhìn một chút, nhục thể của mình so sánh với long tộc sẽ như thế nào. Ra tay đi. Thanh niên áo bào xám nói. Dương Diệp cũng không khách khí, thân hình khẽ động, một quyền oanh về phía thanh niên áo bào xám. Một tiếng nổ vang, Dương Diệp liên tục lùi lại 300 trượng. Mà thanh niên áo bào xám kia lại không chút sức mẻ. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, một khắc trước, hắn thậm chí ngay cả đối phương ra tay như thế nào cũng không thấy rõ. Lực lượng thân thể cùng tốc độ của nam tử trước mắt này viễn siêu hắn. Đối phương cũng không quá đáng là bán thánh cao cấp. Lực lượng quá yếu, nhưng khống chế lực lượng lại không tệ. Thanh niên áo bào xám nói. Tới, tiếp tục, dùng toàn lực của ngươi, cho ta xem, lực lượng thân thể của ngươi đạt đến loại trình độ nào. Nắm tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, cả người ích hắn mãnh liệt bắn ra. Lúc này đây, hắn không có lưu lực, lực lượng thân thể cường đại làm cho những nơi hắn đi qua không gian nổ tung. Nhưng sau một khắc, một tiếng nổ vang. Hắn lần nữa bị đẩy lui, lúc này đây, hắn trọn vẹn lui hơn 500 trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay phải đã vỡ ra của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên áo bào xám nói. Lực lượng của ngươi thật mạnh. Không phải lực lượng của ta quá mạnh mẽ, là lực lượng ngươi quá yếu. Thanh niên nói. Đương nhiên, dùng lực lượng của ngươi, ở trong nhân loại, xem như không tệ rồi. Đặc biệt là ngươi khống chế lực lượng. Ở trong nhân loại cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Nói đến đây, thanh niên dừng một chút nói. Kỳ thật, người để cho ta có chút kinh ngạc, vậy mà dùng thân thể nhân loại sắp đạt tới thân thể lục trọng thần dũng cảnh. Thân thể lục trọng, thần dũng cảnh. Dương Diệp khó hiểu nói. Thân thể cũng chia cảnh giới. Tự nhiên, thanh niên áo bào xám nói. Thân thể chia làm lục trọng, theo thứ tự là thần dũng cảnh, thần lực cảnh, thần biến cảnh. Kỷ nguyên cảnh, cùng với bất tử bất diệt cảnh. Mới ngũ trọng, Dương Diệp nói. Cái cuối cùng, toàn bộ linh giới từ khi có lịch sử đến nay, không có người hay yêu có thể đạt qua. Thanh niên áo bào xám nói. Vậy làm sao ngươi biết có lục trọng? Dương Diệp nói. Năm đó một vị cường giả của long tộc ta đạt tới bất tử bất diệt cảnh, hắn nói trên bất tử bất diệt còn có một cảnh. Nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn lại không nói. Thanh niên áo bào xám nói. Ngươi là cảnh gì? Dương Diệp hỏi lại. Miễn cưỡng đạt tới thần lực cảnh. Thanh niên áo bào xám lạnh nhạt nói. Ta ngay cả thần dũng cảnh cũng không đạt được. Dương Diệp nói. Thanh niên áo bào xám nói. Cảnh giới thân thể, là long tộc ta phân chia. Mà long tộc ta từ khi sinh ra bắt đầu, thân thể liền siêu việt bán thánh. Cho nên đối với chúng ta mà nói, thân thể thánh cấp,
bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như ngươi đã tới thân thể thần dũng cảnh của long tộc chúng ta, như vậy đại biểu, nhục thể của ngươi đã viễn siêu yêu tộc thánh cấp bình thường. Long tộc các ngươi thật may mắn. Dương Diệp cười khổ, sinh ra liền viễn siêu thánh giả bình thường, đó căn bản không cách nào so được a. Tuy như thế, nhưng chúng ta trả giá cũng không thua nhân loại các ngươi. Thanh niên áo bào xám nói. Có lẽ vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Ngươi ở trong thế hệ trẻ tuổi long tộc, tính toán ưu tú nhất không? Không. Thanh niên áo bào xám khẽ lắc đầu nói. Chỉ có thể coi là bình thường. Dương Diệp nhìn thanh niên nửa ngày, cuối cùng hắn nói. Tiếp ta một kiếm, như thế nào? Thanh niên áo bào xám khẽ gật đầu. Dương Diệp đang muốn động thủ, lúc này, lão giả lúc trước rời đi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo bào xám. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp thật sâu, sau đó tay phải vung lên, một kim bài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi không phải muốn làm người phát ngôn của long tộc ta sao? Ta thành toàn ngươi, có lệnh bài này, tuy không cách nào để ngươi hiệu lệnh long tộc, nhưng phàm long tộc ta nhìn thấy lệnh bài, sẽ không ra tay với ngươi. Mà ta cũng hy vọng, ngày sau sẽ không nghe được tin tức Dương Diệp ngươi giết long. Nói xong, tay phải lão giả vung lên, cùng thanh niên áo bào xám và hắc long biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài mấy vạn dặm, tộc trưởng, hắn có huyết mạch long tộc uy áp, nếu muốn ra tay với long tộc ta, rất nhiều long trong long tộc ta đều không phải đối thủ của hắn, vì sao không trực tiếp giết hắn đi? Hắc long nói, giết hắn, chúng ta đều không trở về được. Lão giả nói xong, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Thanh niên áo bào xám cùng hắc long hoảng hốt. Ngày sau, không được đơn giản đặt chân tới Thanh Châu. Dương Diệp, lăn ra đây. Một, nhìn lệnh bài trong tay, Dương Diệp có chút mộng. Long tộc tộc trưởng này lại thật để cho hắn làm người phát ngôn của long tộc. Việc này có chút quỷ dị. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Trước kia hắn có thể cảm giác được, lão giả đã có sát tâm với hắn. Chỉ là hắn không rõ, đối phương đột nhiên rời đi, sau đó sau khi trở về, thái độ thoáng một phát chuyển biến. Không chỉ không giết hắn, còn cho hắn lệnh bài. Đoạn thời gian lão giả rời đi kia, đến tột cùng phát sinh cái gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không. Trong hư không, ở một chỗ Dương Diệp nhìn không thấy, một nữ tử quần trắng cúi đầu nhìn Dương Diệp. Hồi lâu, nữ tử quần trắng quay người hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở trong hư không. Phía dưới, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có suy nghĩ ra vì sao lão giả đột nhiên như vậy. Cuối cùng hắn dứt khoát không nghĩ nữa, bất kể như thế nào, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hiện tại với hắn mà nói, là cố gắng tăng thực lực lên. Dương Diệp xếp bằng, bắt đầu dẫn lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể. Ở dưới hắn vận chuyển, trong tinh không, vô số tinh thần chi lực chút xuống, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Bởi vì muốn lợi dụng tinh thần chi lực thối thể, bởi vậy hắn cũng không có vận chuyển huyền khí màu tím đồng hóa những tinh thần chi lực này. Cứ như vậy, hắn bị tinh thần chi lực cắn trả, cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng cắn trả thống khổ vẫn để cho hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bất quá hắn vẫn nhịn được. Chịu khổ trong khổ, mới là người trên người. Đạo lý này, lúc trước hắn làm tạp dịch đã hiểu. Vốn hắn cảm giác thân thể mình rất tốt, phải nói rất mạnh. Nhưng sau khi nhìn thấy thanh niên áo xám, hắn mới phát hiện, nguyên lai thân thể chi lộ của mình, giờ mới bắt đầu mà thôi. Hắn chủ tu kiếm, nhưng hắn phát hiện, nhiều khi thân thể chi đạo không yếu hơn kiếm đạo. Đương nhiên, cũng không thể nói mạnh hơn kiếm đạo, chỉ có thể nói, thân thể trở nên mạnh mẽ, đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết cho tới bây giờ, có rất nhiều lần hắn là dựa vào thân thể chiến thắng. Đặc biệt là thời điểm ở thế giới kia, nếu như không có thân thể cường đại, đoán chừng hiện tại hắn đã hóa thành một đống đất vàng rồi. Mới đầu, hắn cũng không có dẫn quá nhiều tinh thần tiến vào trong cơ thể, mà từ ít đến nhiều. Hắn phải để cho thân thể của mình thích ứng loại cắn trả này mang đến thống khổ, bằng không thì hắn sợ mình sẽ đau nhức ngất đi. Tuy như thế, nhưng tinh thần chi lực mang đến cắn trả cũng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Kiên trì, hắn có thể làm đúng là cắn chặt răng kiên trì. Một ngày đi qua, Dương Diệp từ lúc ban đầu thống khổ, đến bây giờ thân thể của hắn đã dần dần thích ứng tinh thần chi lực cắn trả.
Trong lúc này, nhục thể của hắn trải qua tinh thần chi lực rèn luyện, càng ngày càng mạnh, bất quá hắn không có dừng lại, mà mỗi ngày tiếp tục dẫn lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể. Hắn phát hiện, tinh thần chi lực ở buổi tối so với tinh thần chi lực ban ngày hiệu quả lớn hơn nhiều, về phần tại sao như vậy, hắn không có đi so đo vấn đề này. 5 ngày sau, hắn ban ngày tu luyện kiếm kỹ, buổi tối dẫn tinh thần chi lực luyện thể. Mới đầu tu luyện là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật giai đoạn trước đối với hắn trợ giúp thật lớn, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, tăng thêm hắn học tập kiếm kỹ thần cấp mới, bởi vậy Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật dần dần biến thành gân gà. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật so với Nhất Niệm Thuấn Sát còn muốn trọng yếu. Dương Diệp xếp bằng, bắt đầu dẫn lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể. Ở dưới hắn vận chuyển, trong tinh không, vô số tinh thần chi lực chút xuống, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Bởi vì muốn lợi dụng tinh thần chi lực thối thể, bởi vậy hắn cũng không có vận chuyển huyền khí màu tím đồng hóa những tinh thần chi lực này. Cứ như vậy, hắn bị tinh thần chi lực cắn trả, cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng cắn trả thống khổ vẫn để cho hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bất quá hắn vẫn nhịn được. Chịu khổ trong khổ, mới là người trên người. Đạo lý này, lúc trước hắn làm tạp dịch đã hiểu. Vốn hắn cảm giác thân thể mình rất tốt, phải nói rất mạnh. Nhưng sau khi nhìn thấy thanh niên áo xám, hắn mới phát hiện, nguyên lai thân thể chi lộ của mình, giờ mới bắt đầu mà thôi. Hắn chủ tu kiếm, nhưng hắn phát hiện, nhiều khi thân thể chi đạo không yếu hơn kiếm đạo. Đương nhiên, cũng không thể nói mạnh hơn kiếm đạo, chỉ có thể nói, thân thể trở nên mạnh mẽ, đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết cho tới bây giờ, có rất nhiều lần hắn là dựa vào thân thể chiến thắng. Đặc biệt là thời điểm ở thế giới kia, nếu như không có thân thể cường đại, đoán chừng hiện tại hắn đã hóa thành một đống đất vàng rồi. Mới đầu, hắn cũng không có dẫn quá nhiều tinh thần tiến vào trong cơ thể, mà từ ít đến nhiều. Hắn phải để cho thân thể của mình thích ứng loại cắn trả này mang đến thống khổ, bằng không thì hắn sợ mình sẽ đau nhức ngất đi. Tuy như thế, nhưng tinh thần chi lực mang đến cắn trả cũng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Kiên trì, hắn có thể làm đúng là cắn chặt răng kiên trì. Một ngày đi qua, Dương Diệp từ lúc ban đầu thống khổ, đến bây giờ thân thể của hắn đã dần dần thích ứng tinh thần chi lực cắn trả. Trong lúc này, nhục thể của hắn trải qua tinh thần chi lực rèn luyện, càng ngày càng mạnh, bất quá hắn không có dừng lại, mà mỗi ngày tiếp tục dẫn lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể. Hắn phát hiện, tinh thần chi lực ở buổi tối so với tinh thần chi lực ban ngày hiệu quả lớn hơn nhiều, về phần tại sao như vậy, hắn không có đi so đo vấn đề này. 5 ngày sau, hắn ban ngày tu luyện kiếm kỹ, buổi tối dẫn tinh thần chi lực luyện thể. Mới đầu tu luyện là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật giai đoạn trước đối với hắn trợ giúp thật lớn, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, tăng thêm hắn học tập kiếm kỹ thần cấp mới, bởi vậy Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật dần dần biến thành gân gà. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật so với Nhất Niệm Thuấn Sát còn muốn trọng yếu. Vì cái gì? Bởi vì Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật mạnh yếu quyết định bởi thực lực của bản thân hắn. Mà Nhất Niệm Thuấn Sát tuy có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhưng nó cuối cùng có một hạn độ. Mà Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, chỉ cần lực lượng thân thể hắn đủ mạnh, lực lượng điều khiển thật tốt, uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật sẽ không có hạn mức cao nhất. Cho nên hắn quyết định khổ luyện Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Thời điểm cảnh giới tăng lên tới bán thánh cao cấp, hắn có thể một lần thi triển gần 60 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, 60 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật điệp ra đã không kém kiếm kỹ thần cấp hạ phẩm rồi. Mà mấy ngày gần đây, bởi vì thân thể hắn không ngừng đề thăng, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày là có thể điệp ra thêm mấy đạo kiếm khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến đạo thứ 70, hắn phát hiện kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành đã có chút không chịu nổi lực lưu uông do thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật mang đến. Mà lúc này Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đã không thua Nhất Niệm Thuấn Sát rồi. Nhưng hắn còn không có đình chỉ, vẫn tiếp tục tu luyện thân thể cùng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Lại qua 5 ngày, lúc này nhục thể của hắn cùng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật tăng lên biến thành cực kỳ chậm chạp, đặc biệt là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, lúc này Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật của hắn đã có thể một lần điệp ra 80 đạo. Còn muốn tăng lên, cho dù là tăng lên một đạo, cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Thân thể của hắn cũng như thế, lúc ban đầu,
thân thể hắn khó có thể thừa nhận tinh thần chi lực cắn trả mang đến thống khổ, nhưng đến bây giờ, thân thể hắn đã có thể thích ứng loại thống khổ này. Đương nhiên, thích ứng không có nghĩa là sẽ không thống khổ. Chỉ là nói, hôm nay hắn sẽ không giống như trước bị tinh thần chi lực tra tấn đánh mất thần thức hoặc hôn mê. Hắn còn phát hiện ý kiếm chỉ có thể thi triển hai lần trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra. Kiếm ý hư vô cảnh ngưng tụ thành ý kiếm, cũng không chịu nổi trảm thiên bạt kiếm thuật hiện tại của hắn, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Dù sao theo như hắn suy đoán, trảm thiên bạt kiếm thuật tăng thêm kiếm ý hư vô cảnh gia trì, tuyệt đối không kém kiếm kỹ thần cấp thượng phẩm. Mà nhục thể của hắn, lúc này cũng mạnh hơn trước ít nhất gấp đôi trở lên. Chỉ là không biết có tính thân dũng cảnh hay không. Ngoại trừ thân thể cùng cảnh giới, hắn phát hiện còn có một thu hoạch, cái kia chính là tinh thần hộ thể thuật cũng trở nên mạnh. Mẽ! Tinh thần hộ thể thuật, theo như trước kia Trác Giáo tập nói là tương đương với vô địch. Nhưng sau khi gặp được ảnh nhân, hắn biết rõ, cái này hoàn toàn là đánh giám. Bởi vì cho dù là tinh thần hộ thể thuật, cũng không thể kháng trụ những ảnh nhân kia công kích. Bất quá cái này không có nghĩa là tinh thần hộ thể thuật không được, trái lại, tinh thần hộ thể thuật cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, lúc trước hắn dựa vào tinh thần hộ thể thuật, liền đánh chạy trên trăm thánh giả. Tinh thần hộ thể thuật, không tính vô địch, nhưng sẽ tăng cường phòng ngự, cái này với hắn mà nói, cũng coi như một át chủ bài. Dùng tạo nghệ của hắn đối với tinh thần hộ thể thuật, coi như thi triển nhất niệm thuấn sát ra chỉ kiếm ý hư vô cảnh cũng phá không được tinh thần hộ thể thuật. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Vân Hải Thành. Bởi vì có Ngọc Vô Song, những đệ tử trước kia thiếu chút nữa bị Dương Diệp đuổi khỏi Vân Hải Thành toàn bộ đều giữ lại. Bất quá, muốn lấy được huyền giả của Vân Hải Thành tha thứ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian Dương Diệp tu luyện, những học sinh kia bị Ngọc Vô Song an bài đến tất cả địa phương của Vân Hải CTH Thành giảng bài, đương nhiên, không phải giảng bài đơn giản. Bọn hắn giảng bài, là giảng bài không hề giữ lại, cũng chính là sở học bản thân như huyền kỹ công pháp, của bọn họ, toàn bộ không hề giữ lại. Cử động này làm cho cư dân Vân Hải Thành cực kỳ cao hứng. Phải biết rằng, đệ tử Vân Hải Thư Viện đều là tinh anh, không hề giữ lại giảng dạy, con của bọn hắn tự nhiên được lợi lớn nhất. Bởi vậy những huyền giả vốn xem đệ tử Vân Hải Thư Viện không vừa mắt kia, cũng thời gian dần qua cải biến thái độ. Tuy đệ tử Vân Hải Thư Viện ở lại, nhưng đám người Trác Giáo tập lại không thể lưu. Ngọc Vô Song cũng không có cầu để cho bốn người bọn họ lưu lại, bốn người tồn tại, là Dương Diệp tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì một khi Dương Diệp hắn không ở đây, nếu bốn người có ý đồ xấu, như vậy Vân Hải Thành sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ thật Ngọc Vô Song biết rõ, Dương Diệp vốn không muốn để cho đám người Trác Giáo tập sống. Dương Diệp hắn là người như vậy, người khác ngươi coi ta là địch nhân, ta sẽ coi ngươi là địch nhân. Còn đối với Dương Diệp mà nói, nếu là địch nhân, hắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Như Dương Diệp nói, sở dĩ hắn có thể buông tha đối phương, một là có lòng tin với mình, hai là vì nàng cùng Lục Uyển Nhi không có chuyện gì. Nghĩ vậy, trong nội tâm Ngọc Vô Song ấm áp. Đứng ở trên tường thành, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lang Sơn Mạch, thấp giọng nói. Cũng không biết gia hỏa này tu luyện thế nào rồi. Ân. Đột nhiên, ánh mắt nàng nhìn xa xa, ở phía xa, một nam tử lưng cõng trường thương, mặc trường bào màu đen đang chậm rãi đi tới Vân Hải Thành. Người đến từ phương nào? Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Nam tử không nói gì, như cũ đi lên phía trước. Ngọc Vô Song nhướng mày, tay phải vung lên, khôi lỗi thánh giả Chu Nguyên mà Dương Diệp lại để cho bảo hộ nàng cái kia chắn tên nam tử kia trước mặt nói. Ngươi là người phương nào? Nam tử không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn khôi lỗi thánh giả Chu Nguyên ngăn cản ở trước mặt, sau một khắc, trường thương sau lưng hắn hóa thành một đạo thương mang phóng lên trời, thời điểm trường thương xuất hiện ở trên không trung, nam tử quỷ dị xuất hiện ở trước mặt trường thương, sau đó duỗi tay nắm chặt. Cút! Nam tử gầm lên, trường thương rời khỏi tay. Khôi lỗi thánh giả Chu Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị trường thương cắm ở trước ngực, cuối cùng bay rớt ra ngoài, đính ở trên tường thành. Thương ý hư vô cảnh. Đồng tử của Ngọc Vô Song co rụt lại, nam tử trước mắt này là ai? Dương Diệp, lăn ra đây. Thanh niên rơi trên mặt đất, gầm lên giận dữ, sau đó chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Mặt đất ở trước mặt hắn trực tiếp vỡ ra, nhanh chóng lan tràn, lập tức lan đến cửa thành.
cửa thành ầm ầm nghiền nát. Một khe rãnh dài mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy xuất hiện ở trước mặt nam tử cùng cửa thành đã nghiền nát. Thiên tài của Bạch Lộc Thư Viện. Một. Một kích miểu sát thánh giả. Trên tường thành, đồng tử của Ngọc Vô Song co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nam tử trước mắt này là ai? Giờ phút này, toàn bộ huyền giả của Vân Hải Thành đều bị kinh động, vô số huyền giả bay lên tường thành. Khi thấy khôi lỗi thánh giả Trung Nguyên bị định ở trên tường thành, tất cả mọi người hoảng. Hốt! Thánh giả A! Lúc trước Dương Diệp cũng giết qua thánh giả, nhưng đó là kịch chiến hồi lâu mới đánh chết. Hiện tại, nam tử trước mắt này một kích liền miểu sát thánh giả. Hơn nữa đối phương mới bán thánh cao cấp. Hắn là ai? Nam tử áo đen nhìn về phía Vân Hải Thành, thần sắc dữ tợn nói. Không đi ra sao, cũng tốt, ta cho toàn bộ Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành ngươi chôn cùng muội muội ta. Nói xong, tay phải hắn khẽ vẫy, trường thương đính ở trên tường thành lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay, sau đó thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía Vân Hải Thành, ngay thời điểm hắn muốn đi vào cửa thành, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lục Uyển Nhi chắn ở trước mặt của hắn. Lục Uyển Nhi không nói gì, trường kiếm trong tay mạnh mẽ bổ về phía nam tử. Một đạo kiếm khí kích xạ ra, lập tức đến trước mặt nam tử kia. Cút! Nam tử gầm lên, trường thương trong tay mạnh mẽ bổ vào đạo kiếm khí kia, kiếm khí bị đánh cho tan nát. Đồng tử của Lục Uyển Nhi co rụt lại, mà lúc này, nam tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, trường thương trong tay nam tử mạnh mẽ bổ xuống. Một phát này, không gian chung quanh Lục Uyển Nhi trực tiếp nổ ra. Sắc mặt Lục Uyển Nhi đại biến, không dám khinh thường, nửa bước kiếm ý hư vô cảnh bạo tuôn ra, rót vào trường kiếm trong tay nàng, sau đó hai tay cầm kiếm của nàng mạnh mẽ nâng lên. Một âm thanh kim thiết giao nhau chói tai vang lên. Mặt đất dưới chân Lục Uyển Nhi hóa thành bột mịn, mà kiếm trong tay Lục Uyển Nhi thì trải rộng vô số vết rách, chỉ chớp mắt, nam tử kia nắm trường thương mạnh mẽ chúi xuống. Trường kiếm trong tay Lục Uyển Nhi vỡ vụn ra, đồng tử của Lục Uyển Nhi kịch liệt co rụt lại, cũng may nàng phản ứng không chậm, thời điểm kiếm vỡ vụn, thân thể nàng lóe lên, tránh thoát một kích chí mạng của nam tử kia. Nhưng thời điểm nàng muốn lui ra, trường thương trong tay nam tử mạnh mẽ quét ngang bụng nàng. Một ngụm máu từ trong miệng Lục Uyển Nhi phun ra, sau đó cả người nàng cong như tôm bay ngược ra ngoài. Một đạo thương mang thoáng hiện, bắn về phía Lục Uyển Nhi đang bị chấn lui. Tốc độ của thương mang cực nhanh, lập tức đuổi theo Lục Uyển Nhi. Uyển Nhi. Trên tường thành, đám người Ngọc Vô Song muốn cứu người, nhưng thương mang kia quá nhanh, mọi người căn bản không kịp hành động. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm minh vang lên, sau một khắc, thương mang bắn về phía Lục Uyển Nhi ầm ầm vỡ vụn. Thương mang vỡ vụn, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng nàng, tay phải chống ở trên lưng, Lục Uyển Nhi lập tức ngừng lại. Chứng kiến sắc mặt của Lục Uyển Nhi tái nhợt cùng khóe miệng chảy màu, sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuống. Hắn rất mạnh. Lục Uyển Nhi cầm lấy tay Dương Diệp, chân thành nói. Giao cho ta. Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng lau máu tươi trên miệng Lục Uyển Nhi nói. Về sau loại chuyện này, tốt nhất để cho ta tới. Ta không phải khinh thị ngươi, bây giờ ngươi vừa mới khôi phục đan điền, còn không quá ổn định, cần tĩnh dưỡng cùng thích ứng. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu nói. Vâng. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, xuất hiện ở trên tường thành. Dương Diệp quay người nhìn về phía nam tử áo đen, tay khẽ động, man thần kiếm xuất hiện, không nói nhảm, chân phải hắn đạp mặt đất, hai tay nắm lấy man thần kiếm hung hăng bổ tới. Hắn cũng không biết lai lịch đối phương, càng không biết tại sao đối phương tìm hắn chỉ biết, đối phương thiếu chút nữa giết Lục Uyển Nhi. Hơn nữa hắn gần đây cho rằng, nhiều khi tốt nhất là động thủ trước hùng biện. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, khóe miệng nam tử áo đen nổi lên vẻ dữ tợn. Trường thương trong tay mãnh liệt đâm tới, một đâm này, làm cho không gian chung quanh ngàn trượng nổ ra. Thương kiếm ở trên không trung chạm vào nhau, trong chốc lát giống như núi lửa bộc phát, không gian chung quanh hai người bởi vì không chịu nổi lực lượng cả hai, trực tiếp sụp xuống. Lỗ đen không gian muốn thôn phệ hai người, bất quá rất nhanh, không gian sụp xuống lại ở dưới thiên địa pháp tắc chữa trị khôi phục bình thường. Nhưng sau một khắc, kiếm cùng thương trong tay hai người lần nữa chạm vào nhau. Không gian lần nữa sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, mọi người trên tường thành lộ vẻ kinh hãi, Dương Diệp cường đại bọn họ biết đến, nhưng nam tử áo đen là ai?
hắn lại có thể chống lại Dương Diệp. Giờ phút này, tất cả mọi người hiếu kỳ thân phận của nam tử áo đen. Nhìn nam tử áo đen cùng Dương Diệp kịch chiến, Lục Uyển Nhi trầm giọng nói. Vô Song, đoán được lai lịch của người này không? Ngọc Vô Song trầm ngâm một lát nói. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn đến từ Trung Thổ Thần Châu Bạch Lộc Thư Viện. Vì cái gì? Lục Uyển Nhi khó hiểu. Ngọc Vô Song nói. Còn nhớ lúc trước Dương Diệp đánh chết tinh thần, Khai Dương Quân đã từng nói không? Lúc ấy Khai Dương Quân nói, tinh thần có một ca ca, là yêu nghiệt xếp hạng thứ 15 của Bạch Lộc Thư Viện. Mà nam tử trước mắt này, trước kia nói muốn Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành chôn cùng muội muội hắn. Cho nên, nếu như ta không đoán sai, người này chính là ca ca của tinh thần. Bạch Lộc Thư Viện. Thần sắc của Lục Uyển Nhi và Ngọc Vô Song đều vô cùng ngưng trọng. Nam tử áo đen này ở trong Bạch Lộc Thư Viện chỉ có thể xếp thứ 15, nhưng thực lực của đối phương đã khủng bố như thế. Có thể tưởng tượng, những yêu nghiệt xếp hạng trước sẽ khủng bố ra sao, nghĩ đến Dương Diệp ngày sau muốn dẫn đệ tử Vân Hải Thư Viện đi tỉ thí, tâm tình hai nữ vô cùng trầm trọng. Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Hai nữ vội vàng nhìn lại, Dương Diệp cùng nam tử áo đen đã tách ra. Mà lúc này mặt đất phía dưới đã sụp xuống trở thành một cái hố to. Dương Diệp thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy chiến ý. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên trên phạm vi lớn, hiện tại hắn cần đúng là chiến đấu, chính bởi vì như thế, hắn không có triệu hồi ra ảnh nhân khôi lỗi hỗ trợ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn cái gì cũng dựa vào khôi lỗi thánh giả. Lại đến, thanh âm Dương Diệp rơi xuống, hai tay nắm lấy man thần kiếm bắn ra. Bởi vì hắn cần thoải mái chiến đấu. Bởi vậy cầm chính là man thần kiếm, dùng là lực lượng thân thể đơn thuần. Nếu là lúc trước, đối phương có thường ý hư vô cảnh, lực lượng thân thể của hắn căn bản chống đỡ không nổi. Nhưng hiện tại, lực lượng thân thể của hắn tăng lên trên phạm vi lớn, tăng thêm lực khống chế siêu cường, hắn chỉ bằng lực lượng thân thể đơn thuần liền đè lại thường ý hư vô cảnh của đối phương. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Mới đầu nam tử còn có thể bằng vào thương ý hư vô cảnh cùng Dương Diệp đấu lực lượng ngang nhau, nhưng rất nhanh, nam tử dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì Dương Diệp càng đánh càng hăng, phảng phất như không biết mỏi mệt, không chỉ như thế, phương thức chiến đấu của Dương Diệp rất điên cuồng, hắn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, chiêu chiêu dùng tổn thương đổi tổn thương với đối phương. Nam tử áo đen tự nhiên không dám cùng Dương Diệp tiêu mạng, phải biết rằng hắn không có thân thể khủng bố như Dương Diệp. Chính bởi vì như thế, cùng Dương Diệp kích chiến, hắn dần dần rơi xuống hạ phong. Không đến một hồi, cánh tay của nam tử áo đen bắt đầu vỡ ra, máu tươi lan tràn. Nam tử áo đen bị thương, nhưng sát ý trong mắt lại càng đầm đặc. Hai mắt hắn đỏ bừng, như một dã thú nôi giận. Thương kiếm chạm vào nhau, hai người tách ra. Dương Diệp đang muốn lần nữa xông lên, lúc này một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nam tử áo đen tuôn trào. Trường thương trong tay phảng phất như sống lại, rung động kịch liệt, không ngừng phát ra từng đạo thương minh. Muốn chơi thật sao, cũng tốt, vừa vặn thử xem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ta. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cổ tay hắn khẽ động, cổ sao xuất hiện, cùng lúc đó, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Ý kiếm vào vỏ, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, một đạo kiếm minh phóng lên, vang vọng phía chân trời. Dương Diệp chôn cùng muội muội ta. Nam tử áo đen gầm lên giận dữ, mạnh mẽ ném trường thương một cái. Nộ long xuất hải. Thương ra, trường thương trực tiếp vỡ vụn, nhưng rất nhanh, những mảnh vỡ kia đột nhiên hóa thành kim quang, hợp thành một hoàng kim cự long lớn cỡ ngàn trượng. Kim long hét giận dữ, sau đó mạnh mẽ đụng về phía Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Những nơi kim long đi qua, không gian từng khúc sụp xuống. Chảm. Dương Diệp quát. Sau đó một đạo kiếm quang lóe lên. 70 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Kiếm quang nhanh hơn tia chớp, cơ hồ không ai có thể thấy rõ quỹ tích của nó. Nhưng bọn hắn thấy được Hoàng Kim Cự Long đã vào tới trước mặt Dương Diệp dừng lại, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Kim Cự Long chia làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, vô số người trên tường thành xôi trào hoan hô. Đám người Ngọc Vô Song cũng thở dài một hơi. Sắc mặt nam tử áo đen trắng nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thương ý hư vô cảnh tăng thêm thương kỹ thần cấp trung phẩm, coi như thánh giả trung cấp,
hắn cũng có lòng tin một kích oanh đối phương thần hồn câu diệt. Nhưng một kích tự tin của hắn, lại bị Dương Diệp một kiếm phá đi. Khiếp sợ qua đi, trong mắt nam tử hiện lên một vòng quyết tuyệt cùng lệ khí. Một cổ khí thế đột nhiên từ trong cơ thể nam tử tuôn ra, sau đó trên người nam tử lại tản mát ra hào quang hỏa diễm nhàn nhạt. Thiêu đốt linh hồn. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn không nghĩ tới nam tử trước mắt lại thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực bản thân, nhưng trả giá là thần hồn câu diệt. Nam tử trước mắt này cùng mình có thâm cừu đại hận gì? Vậy mà không tiếc muốn thiêu đốt linh hồn. Dương Diệp không dám khinh thường, tay phải tìm tòi, một thanh kiếm ngưng tụ thành, ý kiếm vào vỏ. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở cuối chân trời, một quang điểm bạch sắc xuất hiện ở trong tầm mắt, rất nhanh, quang điểm màu trắng rơi vào trước mặt nam tử áo đen. Quang điểm tán đi, một nam tử áo trắng xuất hiện. Nam tử áo trắng đi đến trước mặt nam tử áo đen, tay phải nhẹ nhàng vỗ, một cổ khí lưu màu trắng tuôn ra, sau đó chui vào trong cơ thể nam tử áo đen. Rất nhanh, ngọn lửa trên người nam tử áo đen dần dần biến mất, nhưng nam tử áo đen lại co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, phảng phất như bệnh nặng một hồi. Vì cái gì ngăn cản ta? Nam tử áo đen gắt gao nhìn nam tử áo trắng hỏi. Muốn báo thù, có rất nhiều cơ hội, cần gì ngu xuẩn thiêu đốt linh hồn? Nam tử áo trắng lạnh nhạt nói, hắn đã giết tinh thần. Nam tử áo đen dữ tợn, như dã thú gào thét. Hắn đã giết tinh thần, ta biết rõ. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu nói. Nhưng nếu như ngươi thiêu đốt linh hồn y nguyên giết không được hắn thì sao? Nam tử áo đen gắt gao nhìn nam tử áo trắng, không nói gì. Nam tử áo trắng lại nói. Muốn tự tay báo thù, người đầu tiên phải sống, nói xong. Nam tử áo trắng quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Không hổ là người dám khiêu khích Bạch Lộc Thư Viện ta, thực lực xác thực không kém. Chỉ là, đối với một nữ nhân hạ sát thủ như thế, không khỏi quá không chịu nổi đi. Nữ nhân, Dương Diệp lắc đầu nói. Với ta mà nói, chỉ cần là địch nhân, mặc kệ đối phương là nữ nhân hay cái gì, ta đều chiếu giết không tha. Phải biết rằng, nếu như thực lực của ta yếu... Như vậy cái chết là nữ nhân của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện chúng ta. Khi đó, các hạ sẽ đến thay nữ nhân của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành chúng ta bênh vực kẻ yếu sao? Không, ngươi sẽ không. Cho nên mời ngươi câm miệng. Muốn chiến thì động thủ, bằng không thì cút. Nam tử áo trắng nhìn Dương Diệp nói. Xem ra, ở địa phương này sống lâu rồi, để ngươi tự tin đến cho là mình đã vô địch. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí lập tức đến trước mặt nam tử áo trắng. Đồng tử nam tử áo trắng co tại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, thời điểm Dương Diệp rút kiếm, trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn ra một đạo bạch quang. Một tiếng vang thật lớn, bạch quang tán đi, nam tử áo trắng lui về sau 10 bước. Hai mắt nam tử áo trắng nhíu lại, trong mắt có sát ý. Nhưng Dương Diệp lại không để ý tới hai người, mà quay người rời đi. Đi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại nói. Không giết các ngươi có hai nguyên nhân, thứ nhất, hiện tại ta không có thời gian chơi đánh tiểu nhân đến lão nhân với các ngươi. Thứ hai, giúp ta mang câu nói trở về cho pháp phái các ngươi, Bạch Lộc Thư Viện thi đấu ta sẽ đến đúng giờ, các ngươi không phải muốn giết ta, diệt Vân Hải Thư Viện ta sao? Đến lúc đó, có bản lĩnh các ngươi cứ đến. Khóe miệng nam tử áo trắng nổi lên vẻ mỉa mai nói. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, người vậy mà muốn chống lại Bạch Lộc Thư Viện ta. Tốt, chúng ta sẽ chờ ngươi cùng đệ tử Vân Hải Thư Viện ngươi đến. Dương Diệp, chúng ta biết rõ, ngươi là đang kéo dài thời gian, để cho chúng ta bây giờ không ra tay với Vân Hải Thư Viện. Ngươi yên tâm, chúng ta thành toàn ngươi. Chờ ngươi đi vào Trung Thổ Thần Châu, ngươi sẽ phát hiện mình buồn cười cỡ nào. Nói xong, nam tử áo trắng quay người dẫn theo nam tử áo đen. Thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Sau khi hai người rời đi, hai đạo kiếm quang lóe lên, sau đó cổ chân nhân cùng kiếm vô chuẩn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi thật muốn đi Bạch Lộc Thư Viện. Kiếm vô tuần trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta không có tự chọn. Xác thực không có lựa chọn. Nếu như hắn không đi, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành nhất định bị diệt.
mà hắn cũng sẽ lọt vào cường giả Bạch Lộc Thư Viện đuổi giết. Hắn chỉ có lựa chọn đi, hơn nữa đánh bại yêu nghiệt của pháp phái, đạt được cao tầng của Bạch Lộc Thư Viện tán thành, kể từ đó, hắn, Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành mới có thể bình an vô sự. Ngươi, chỉ có giá trị, mới sẽ có người tới giúp ngươi. Đi Bạch Lộc Thư Viện, hắn chính là muốn chứng minh giá trị của mình. Chỗ đó, so với người tưởng tượng còn khủng bố hơn. Kiếm Vô Trần trầm giọng nói. Ta biết rõ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Kiếm Vô Trần nói. Ta muốn rời cổ kiếm trai. Nghe vậy, sắc mặt Kiếm Vô Trần cùng cổ chân nhân biến hóa. Sau nửa ngày, Kiếm Vô Trần lắc đầu nói. Ta biết ngươi không muốn liên lụy cổ kiếm trai chúng ta, nhưng ngươi không thấy, cái này đối với cổ kiếm trai ta không phải là một cơ hội sao. Tuy ngươi là Vân Hải Thư Viện viện trưởng, nhưng cuối cùng là đệ tử cổ kiếm trai ta. Nếu như ngươi thật sự ở trong thi đấu đại phóng dị sắc, cổ kiếm trai ta cũng sẽ cùng theo thâm lây. Nhưng ta cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu cho cổ kiếm trai. Dương Diệp trầm giọng nói. Kiếm Vô Trần nói. Không thể đồng hoạn nạn, làm sao có thể cùng phú quý. Lúc này, cổ chân nhân cũng nhẹ gật đầu nói. Tiểu tử, ngươi phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, cổ kiếm trai chúng ta chỉ ra thiên tài như Lục Uyển Nhi và ngươi, tuy Uyển Nhi cũng là thiên tài kiếm đạo, nhưng nếu như nàng đến Trung Thổ Thần Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể tính toán bình thường. Chỉ có ngươi mới có thể chống lại những yêu nghiệt kia của Trung Thổ Thần Châu. Có thể nói, nếu cổ kiếm trai chúng ta muốn xông ra Thanh Châu, chỉ có thể dựa vào ngươi. Dương Diệp cười khổ nói. Trong này cảm giác áp lực thật lớn, tiền bối. Cho ta chút thần trang, để ta giảm bớt áp lực a. Nói đến thần trang, ta ngược lại nghĩ tới. Kiếm Vô Trần lạnh nhạt nói. Vài món thần trang trên người tiểu tử ngươi cũng nên vật quy nguyên chủ đi à nha. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, cực kỳ chăm chú nói. Tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại địch nhân của ta đều là thánh giả. Nếu như không có bộ thần trang này, ta khả năng tùy thời bị người giết chết. Với ta mà nói, bộ thần trang này là đồ vật bảo vệ tánh mạng của ta. Ngươi muốn thu hồi những thần trang này, là muốn mạng của ta à? Nghe Dương Diệp nói, cổ chân nhân cùng Kiếm Vô Trần khuôn mặt run rẩy. Kiếm Vô Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lúc trước cho ngươi mượn thần trang, ta có dự cảm, thứ này sẽ thu không trở lại. Ngươi cũng đừng một bộ ủy khuất, chúng ta đã nhất trí quyết định, vài món trang bị này tặng cho ngươi. Cái này... Trong nội tâm Dương Diệp cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại có chút thẹn thùng. Cái này, ta làm sao không biết xấu hổ chứ? Lúc trước đã nói là cho ta mượn, nhưng bây giờ các ngươi nói muốn tặng cho ta. Cái này, ta có chút ngượng ngùng a. Nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, đại khái có thể trả chúng ta. Kiếm Vô Trần nói, Dương Diệp lập tức lắc đầu nói. Các tiền bối đã có ý tốt, ta sao có thể cự tuyệt? Chư vị tiền bối yên tâm. Ta nhất định đảm bảo tốt những thần trang này. Khóe miệng Kiếm Vô Trần co lại, hắn lắc đầu nói. Ngươi thật là vô sỉ. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, bất quá nể tình thần trang, hắn không so đo a. Giống như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới xuất hiện ở trước mặt cổ chân nhân nói. Đây là ta ở trong bảo khố Thiên Lang Vương đạt được, toàn bộ là mỏ thiết tiên giai. Ta muốn toàn bộ chế tạo chúng thành kiếm. Thần thức của cổ chân nhân thoáng quét qua, khi thấy số tượng bên trong, tay hắn lập tức run lên. Sau nửa ngày, yết hầu hắn lăn tăn nói, sớm biết Thiên Long Vương giàu có như vậy, ta đã sớm đi đánh cướp. Dương Diệp. Cổ chân nhân hít sâu một hơi nói. Tiểu tử, những vật này ngươi cho ta xem như cho đúng người. Ở Thanh Châu, cũng chỉ có ta có năng lực rèn chúng ra. Tiểu tử, ngươi chờ, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ kiếm trận tuyệt thế. Ha ha! Nói xong, cổ chân nhân hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Nếu như hắn không si mê luyện khí, chắc chắn là đệ nhất cường giả của cổ kiếm trai chúng ta. Kiếm Vô Trần khẽ lắc đầu nói. Tốt rồi, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng cần phải trở về. Nếu có cần, đừng khách khí, cổ kiếm trai thủy chung là hậu thuẫn của ngươi. Nói xong, Kiếm Vô Trần quay người biến mất ở phía chân trời. Nhìn Kiếm Vô Trần cùng cổ chân nhân rời đi, trong nội tâm Dương Diệp ấm áp. Bất kể như thế nào, cổ kiếm trai thủy chung coi hắn là người một nhà. Trầm mặc hồi lâu,
Dương Diệp nhìn về phía phương hướng bắc giới. Vân Tiêu Thánh Điện, Lâu Thiên Tiêu. Còn có nửa tháng thời gian. Hồi câu, Dương Diệp lấy ra một phù tục, sau đó bóp nát. Không đến một hồi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảo chúng ta làm cái gì? Âm thanh Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Mãng tộc gần đây không có động tĩnh gì chứ? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thanh khẽ lắc đầu nói. Từ khi Thiên Lang Sơn Mạch bị ngươi đuổi đi, bên trong mãng tộc xuất hiện nội loạn, rất nhiều trưởng lão chủ trương chủ động cùng Vân Hải Thư Viện làm lành, nhưng vì tộc trưởng đương nhiệm, bị chối bỏ rồi. Bởi vì hắn muốn ôm đùi Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu nói. Vân Tiêu Thánh Điện tựa hồ hứa hẹn hắn cái gì? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đi thôi. Đi đâu? Tiểu Thanh khó hiểu. Đi mãng tộc. Dương Diệp nói. Ngươi muốn giúp bọn ta đoạt lại quyền khống chế mãng tộc. Tiểu Thanh kinh hỉ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhưng bây giờ mãng tộc cùng Kim Cương Viên tộc kết minh, song phương ước định công thủ đồng minh, chúng ta. Vậy thì tốt nhất, cùng một chỗ thu thập. Trước khi Vân Tiêu Thánh Điện, nhất định phải giải quyết hai tộc này, bằng không thì hắn sao dám an tâm đi Vân Tiêu Thánh Điện. Trước kia không thu thập đối phương, là vì Vân Hải Thành vừa mới ngừng chiến, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa lúc kia hắn cũng không có đạt được 10 ảnh nhân khôi lỗi. Lúc kia giao chiến, cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Nhưng hiện tại bất đồng, có được 10 tên khôi lỗi thánh giả, hắn căn bản không cần vận dụng lực lượng của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Ở dưới sự dẫn dắt của hai tỷ muội Tiểu Thanh, Dương Diệp rất nhanh đi tới tổ địa của mãng tộc, U Lâm Sơn Mạch. Vừa tới U Lâm Sơn Mạch, một trung niên cùng 6 lão giả xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Lãnh Thanh, Lãnh Hồng, các ngươi lại dám trở về. Trung niên cầm đầu sắc mặt âm trầm nói. Hắn là mãng tộc tộc trưởng Vương Mãng. Tiểu Thanh nói. Nghe Tiểu Thanh nói, ánh mắt đám người Vương Mãng lập tức rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, Vương Mãng biến sắc nói. Ngươi là Vân Hải Thành Dương Diệp. Nghe được Vương Mãng nói, vài tên lão giả ở bên cạnh hắn cũng biến sắc. Hai chữ Dương Diệp này, hiện tại ở Thanh Châu có thể nói không thua Lâu Thiên Tiêu chút nào. Không chỉ là viện trưởng trẻ tuổi nhất của Vân Hải Thư Viện từ trước tới nay, còn là người thứ nhất dùng thực lực bán thánh giết thánh giả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là phong cách xử sự của Dương Diệp, huyết tinh, tàn nhẫn, vô tình. Ở Thanh Châu, Dương Diệp còn có danh xưng sát thần. Đối với những người điều tra qua Dương Diệp mà nói, ví dụ như Vương Mãng, hắn cảm thấy cái danh xưng sát thần này đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối là cực kỳ phù hợp. Dương Diệp ngoại trừ giết người như ngoé, còn một điều làm hắn kiêng kỵ, cái kia chính là hoàn toàn là một người điên. Khi điều tra Dương Diệp, hắn phát hiện, Dương Diệp thường xuyên ngôn ngữ bất hòa liền trực tiếp động thủ. Mà lúc động thủ, hắn căn bản không thèm nghĩ hậu quả, ví dụ như thời điểm Dương Diệp đồ sát đệ tử ám viện của Vân Hải Thư Viện. Hắn điên, người một nhà cũng giết a. Đáng sợ nhất là, tên điên này còn có thực lực cường đại. Ngươi nhận thức ta? Dương Diệp hỏi. Vương Mãng trầm giọng nói. Danh tiếng của Dương Diệp ngươi, ở Thanh Châu hôm nay như sấm bên tai, ta làm sao có thể không biết. Ta rất ngạc nhiên, các hạ mang theo phản đồ của mãng tộc đến là muốn như thế nào. Tính sổ. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Vương Mãng nói. Lúc trước, Vân Hải Thư Viện ta cùng Thiên Lang Sơn Mạch phát sinh chiến tranh, đây vốn là chuyện giữa Vân Hải Thư Viện chúng ta cùng Thiên Lang Sơn Mạch, nhưng mãng tộc ngươi lại thò chân vào. Cái sổ sách này, ta cảm thấy chúng ta phải hảo hảo tính toán. Tính sổ. Nghe vậy, sắc mặt Vương Mãng trầm xuống. Dương Diệp, ta biết rõ ngươi có 10 bộ khối lỗi thánh giả thần bí, nhưng ngươi cho rằng bằng 10 bộ khối cỗi thánh giả có thể diệt mãng tộc ta cùng Kim Cương Viên tộc. Nói đến đây, Vương Mãng dừng một chút, lại nói. Dương Diệp, hôm nay bất kể là Vân Hải Thư Viện người hay mãng tộc ta, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần nữa phát động chiến tranh, đối với mọi người chúng ta không có lợi. Không diệt các ngươi, ta khó có thể bình an. Dương Diệp nói. Nghe vậy, sắc mặt đám người Vương Mãng triệt để âm trầm xuống. Vương Mãng giận quá mà cười nói. Vậy sao, ta cũng muốn xem Dương Diệp ngươi diệt chúng ta như thế nào. Nói xong, Vương Mãng đề cao thanh âm. Viên Vương, đã đến, vì sao còn không ra? Vương Mãng nói xong. Không gian ở cách đó không xa chấn động,
sau đó một nam tử khôi ngô cùng 7 lão giả xuất hiện. 14 thánh giả. Sắc mặt Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trầm xuống, Dương Diệp có 10 khôi lỗi thánh giả, tăng thêm các nàng mới 12 thánh giả, còn đối phương có 14 thánh giả. Đánh như thế nào? Dương Diệp, chúng ta không muốn cùng Vân Hải Thư Viện đổ máu. Ánh mắt Phiên Vương rơi vào trên người Dương Diệp nói. Như Vương Mãng nói, bất kể là Vân Hải Thư Viện ngươi hay Mãng tộc, hoặc phiên tộc ta, chúng ta đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Phát động chiến tranh, đối với ngươi hay đối với chúng ta đều không có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn lắc đầu nói. Mặc dù hiện tại mọi người bình an vô sự, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần cho các ngươi cơ hội, các ngươi sẽ không chút do dự ra tay với Vân Hải Thư Viện ta. Mọi người chúng ta, ở trong tương lai không cách nào tránh khỏi một trận chiến, vậy vì cái gì ta không thừa dịp hiện tại có thực lực tiên hạ thủ vi cường. Nói xong, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém ra. Ý kiếm vỡ vụn, một đạo kiếm khí lóe lên. 80 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, ra chỉ kiếm ý hư vô cảnh. Yên lặng một cái chớp mắt. Hai mắt Vương Mãng trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi, ngươi. Vương Mãng còn chưa nói xong, ở trong ánh mắt kinh hãi của Tiểu Thanh, Tiểu Hồng còn có đám người Viên Vương, thân thể Vương Mãng một phân thành hai, một cột máu phóng lên trời, vô số nội tạng nương theo máu tươi chút xuống. Sau đó vô số linh khí xuất hiện ở giữa sân. Một kiếm miểu sát thánh giả. Tất cả mọi người hoảng hốt. Tay phải Dương Diệp vung lên, 10 ảnh nhân xuất hiện ở bên cạnh. Một thanh ý kiếm mới xuất hiện ở trong tay, ý kiếm vào vỏ, Dương Diệp nhìn Viên Vương nói. Tiếp ta một kiếm không? Viên Vương nheo mắt, tiếp Dương Diệp một kiếm. Nếu là lúc trước, hắn sẽ nói tiếp 10 kiếm cũng không có gì. Nhưng hiện tại, không phải nói hắn tiếp không được một kiếm, mà hắn biết rõ, cho dù tiếp được một kiếm, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Mà một khi hắn trọng thương, viên tộc sẽ gặp phải nguy cơ diệt tộc. Dương Diệp, người thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Viên Vương trầm giọng nói. Là các ngươi muốn đưa Vân Hải Thư Viện ta vào chỗ chết, mà không phải ta muốn cùng các ngươi cá chết lưới rách. Dương Diệp nói, Vân Hải Thư Viện ta sẽ đối kháng Vân Tiêu Thánh Điện. Ta không muốn ngày sau lúc Vân Hải Thư Viện ta giao chiến với Vân Tiêu Thánh Điện, hai tộc các ngươi lại ở sau lưng chọc ta một đao. Cho nên, không diệt các ngươi, ta như nghẹn ở cổ họng. Nói xong, Dương Diệp lại muốn động thủ, nhưng lúc này Viên Vương đột nhiên nói. Dương Diệp, nếu như ngươi lo lắng cái này, vậy ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan với ngươi, viên tộc ta sẽ không ra tay với Vân Hải Thư Viện ngươi. Ngươi cam đoan. Dương Diệp cười lạnh nói. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Viên Vương trầm giọng nói. Trước kia sở dĩ viên tộc ta cùng Mãng tộc ra tay với Vân Hải Thư Viện, là vì vị kia của Trung Thổ Thần Châu đồng ý chúng ta một ít chỗ tốt, sau đó muốn chúng ta liên thủ tiêu diệt Vân Hải Thư Viện. Nhưng cuối cùng, đối phương đồng ý đồ đạc của chúng ta, không có thực hiện một thứ. Xuất binh với Vân Hải Thư Viện, chúng ta không chỉ chết vô số yêu thú, còn cái gì cũng không được. Ta đối với những thứ này không có hứng thú biết rõ. Dương Diệp nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cam đoan? Viên Vương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói. Ta dùng kinh hồn thề, tương lai chỉ cần Vân Hải Thư Viện ngươi không ra tay với viên tộc ta quyết không ra tay với Vân Hải Thư Viện người. Nếu như vi phạm lời ấy, ta tất thần hồn câu diệt. Phát thề xong, sắc mặt Viên Vương âm trầm tới cực điểm. Bị một nhân loại bức thề độc, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một nhục nhã. Nhưng hắn không thể không thề, viên tộc cùng Mãng tộc liên thủ, thánh giả vượt qua bên Dương Diệp, nhưng phải tin tưởng một việc, thánh giả bên bọn hắn đều là người sống, mà bên Dương Diệp đều là khôi lỗi. Một mạng kéo một mạng, kẻ đần cũng biết ai thiệt thòi. Hơn nữa quan trọng nhất là, những hắc ảnh kia của Dương Diệp cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Có thể nói, trừ hắn ra, những thánh giả bên cạnh hắn không bằng thánh giả bên Dương Diệp. Một khi giao thủ, bên bọn hắn bại khả năng thật lớn. Mà một khi bọn hắn bại, dùng phong cách hành sự của Dương Diệp, viên tộc có thể sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cầu hòa. Biệt khuất, đương nhiên biệt khuất, nhưng hắn không có cách nào. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói. Nhớ kỹ lời ngươi nói, ngày khác nếu để ta biết rõ viên tộc ngươi âm thầm ra tay với Vân Hải Thư Viện ta, ta sẽ để cho viên tộc ngươi triệt để biến mất. Viên Vương, ta nghĩ ngươi minh bạch,
ta không phải uy hiếp ngươi, ngươi càng phải hiểu, cho dù Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành diệt, nhưng chỉ cần có Dương Diệp ta, viên tộc ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Cho nên, lần sau nếu muốn ra tay với Vân Hải Thư Viện, phải nghĩ tới Dương Diệp ta. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp diệt viên tộc, vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng nếu hiện tại động thủ, ép hơn 10 thánh giả kia, đối phương nhất định thiêu đốt kinh hồn. Khi đó cho dù thắng, khôi lỗi thánh giá của hắn khẳng định cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Những khôi lỗi thánh giả này, hắn nên giữ tại đối phó Vân Tiêu Thánh Điện, lãng phí ở đây, quá không đáng. Một kiếm chém giết Vương Mãng, mục đích của hắn là chấn nhiếp đám người Viên Vương. Sự thật chứng minh, hắn chấn nhiếp phát ra hiệu quả. Viên Vương nói, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, mang theo cường giả viên tộc biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Viên Vương mang theo chúng thánh rời đi, thánh giả Mãng tộc còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Viên tộc không nhúng tay vào, Mãng tộc bọn hắn làm sao là đối thủ của Dương Diệp. Bất quá muốn bọn hắn đầu hàng, đó là vạn lần không được. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi yêu tộc đầu hàng nhân loại, cái kia đại biểu là bị nô dịch. Yêu tộc bị nô dịch, như vậy còn không bằng chết đi. Viên Vương đi rồi, Dương Diệp nhìn các thánh giả nói. Ta không muốn làm tuyệt, kể từ hôm nay, Tiểu Thanh chính là tân nhiệm tộc trưởng của Mãng tộc các ngươi, chư vị không có ý kiến chứ. Ngươi muốn thông qua các nàng khống chế Mãng tộc ta. Một thánh giả Mãng tộc trầm giọng nói. Ngươi mơ tưởng. Một đạo kiếm khí lóe lên, hai mắt thánh giả Mãng tộc kia đột nhiên trợn lên, sau đó thân thể như Vương Mãng lúc trước, bị một phân thành hai. Vô số linh khí từ trong người lão giả chậm rãi tràn ra, không đến một hồi, nơi này đã bị linh khí như thực chất tràn ngập. Các thánh giả Mãng tộc còn lại kinh hãi, giận dữ, muốn động thủ. Động một cái thử xem. Thanh âm xâm lãnh của Dương Diệp vang lên. Năm tên thánh giả còn lại của Mãng tộc sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng không có người dám động thủ. Động thủ. Động thủ chính là chết. Lúc này bên Dương Diệp đã có thực lực tuyệt đối. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh nói. Kỳ thật, ta rất hy vọng các ngươi động thủ, bởi vì như vậy, ta có thể triệt để diệt sát các ngươi. Nói thật, ta thật sự rất muốn vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng không có biện pháp, trước khi đến, Tiểu Thanh nói với ta, chỉ giết Mãng tộc tộc trưởng là được, bởi vì Vương Mãng kia cướp lấy vị trí tộc trưởng nguyên bản nên thuộc về nàng. Hơn nữa lúc trước các nàng có thể sống sót, trong đó có công lao của các ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp quét qua năm tên thánh giả Mãng tộc nói. Hiểu chưa, không giết các ngươi, là vì ta thiếu Tiểu Thanh nhân tình, mà bây giờ, ta trả nhân tình cho nàng. Nói thật, nếu như không vì các nàng, ta đã sớm diệt Mãng tộc các ngươi rồi. Hắn lời này, nửa thật nửa giả, thật là xác thực, nếu như không phải vì hai tỷ muội Tiểu Thanh, hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt Mãng tộc, bởi vì Mãng tộc cách Vân Hải Thư Viện rất gần, muốn tập kích Vân Hải Thư Viện, cực kỳ dễ dàng. Hắn không hy vọng bên cạnh Vân Hải Thư Viện có một hàng xóm căm thù Vân Hải Thư Viện, giả dối là, hắn không diệt năm người đối phương, không phải thiếu nợ Tiểu Thanh nhân tình, mà hy vọng thông qua cử động lần này để cho Tiểu Thanh đến thiếu nợ nhân tình của hắn. Nếu như giết năm người này, như vậy Mãng tộc tính toán là nguyên khí đại thương chân chính rồi, Mãng tộc chỉ có hai thánh giả, đến lúc đó nhất định lưu lạc thành thế lực nhị lưu. Hắn tin tưởng, đây không phải hai tỷ muội Tiểu Thanh hy vọng chứng kiến. Quả nhiên, nghe Dương Diệp nói, Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia cảm kích, ngay cả Tiểu Hồng cũng như thế. Mãng tộc là nhà của các nàng tự nhiên không hy vọng Mãng tộc lưu lạc thành thế lực nhị lưu, nhưng các nàng cực kỳ rõ ràng, lúc này các nàng căn bản không có chỗ trống cùng Dương Diệp có kè mặc cả. Nếu Dương Diệp quả thật muốn diệt, các nàng chỉ có thể nhìn, cũng may Dương Diệp không có làm như này, còn giúp các nàng lôi kéo nhân tâm. Năm tên thánh giả biết được bởi vì hai tỷ muội Tiểu Thanh, Dương Diệp mới không diệt bọn họ cùng Mãng tộc, vài tên lão giả nhìn về phía Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, thần sắc trong mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Mới đầu, bọn hắn cho rằng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng kéo ngoại nhân đến báo thù Mãng tộc, nhưng hiển nhiên không phải, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng chỉ muốn đoạt lại vị trí thuộc về các nàng. Nghĩ đến đây, trong nội tâm chúng thánh bình thường trở lại. Trầm mặc một hồi, một lão giả nói. Tiểu Thanh. Lúc trước sở dĩ chúng ta ủng hộ Vương Mãng, là vì Mãng tộc tộc trưởng, nhất định phải là thánh giả. Mà ngươi lúc đó, bất quá là bán thánh cao cấp. Nói thực ra,
bán thánh cao cấp với tư cách mãng tộc tộc trưởng, đừng nói ai khác, ngay cả những lão gia hỏa chúng ta trong lòng cũng có chút không phục. Sự tình trước kia ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao vương mãng đã chết, mà ngươi hôm nay đã trở thành thánh giả, vậy ngươi thành mãng tộc tộc trưởng, cũng là sự tình theo lý nên vậy. Bốn thánh giả khác cũng đồng ý gật đầu, tỏ vẻ không dị nghị. Thấy mấy người không dị nghị, Tiểu Thanh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta tuyên bố, giờ phút này, mãng tộc ta cùng Vân Hải Thư Viện kết minh, ngày sau chúng ta cùng tiến thối. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Ta đại biểu Vân Hải Thư Viện đáp ứng cùng mãng tộc kết minh. Nghe Dương Diệp cùng Tiểu Thanh nói, chúng thánh giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Cùng Vân Hải Thư Viện kết minh, chỗ tốt có, chính là về sau nhiều hơn một thế lực bạch kim như Vân Hải Thư Viện, ngày sau coi như là nam giới đệ nhất yêu tộc hùng tộc cũng không dám ra tay với mãng tộc. Nhưng chỗ hỏng cũng có, cái kia chính là lúc này địch nhân của Vân Hải Thư Viện là Vân Tiêu Thánh Điện. Vân Tiêu Thánh Điện, đây chính là Thanh Châu đệ nhất thế lực A. Ngày sau Vân Hải Thư Viện cùng Vân Tiêu Thánh Điện khai chiến, cái kia ý nghĩa, mãng tộc cũng phải tham dự ở trong đó. Nếu để cho 5 người lựa chọn, 5 người nhất định sẽ lựa chọn bên nào cũng không đứng. Nhưng lúc này, bọn hắn rõ ràng không có quyền lựa chọn. Các ngươi đi theo ta thoáng một phát. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Ly khai mấy ngàn dặm, Dương Diệp ngừng lại, sau đó cong ngón búng ra, 5 đạo kim quang xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, kim quang tán đi. 5 trái cây màu vàng xuất hiện ở trước mặt hai nữ. Dương Diệp nói. Đây là kim cương quả, chính là. Kim cương quả. Tiểu Thanh đột nhiên đánh gãy Dương Diệp, thất thanh nói. Ngươi nói cái này là kim cương quả. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi biết kim cương quả. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói. Đương nhiên biết rõ, kim cương quả đối với yêu tộc chúng ta mà nói, là thần vật A. Bởi vì nó có thể tăng cường nhục thể của chúng ta, nhưng lại không có tác dụng phụ. Thứ này, đừng nói ở Thanh Châu, coi như là ở Trung Thổ Thần Châu khẳng định cũng xem như vật phẩm hy hữu. Dương Diệp nói, đây đúng là đồ tốt, ta cho các ngươi 5 quả, trong đó 2 quả chính các ngươi dùng. Tuy các ngươi là thánh giả, nhưng nói thực, thân thể các ngươi quá yếu, ngay cả ta cũng không bằng. Dùng kim cương quả, thực lực của 2 tỷ mỗi ngươi nhất định sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Đến lúc đó các ngươi có thể trấn nhiếp 5 lão gia hỏa trong tộc kia. Cái này quá chân quý. Tiểu Thanh trầm giọng nói. Nhưng Tiểu Hồng lại trực tiếp thu 5 kim cương quả vào, sau đó nói. Hắn khẳng định có rất nhiều mới đưa cho chúng ta không thể cô phụ một mảnh tâm ý của hắn. Tỷ. Tiểu Thanh trừng Tiểu Hồng, nhưng nàng lại nhếch miệng. Dương Diệp lắc đầu nói. Thứ này ta còn có, 5 quả này các ngươi thu đi. 2 quả chính mình dùng, còn lại, ta đề nghị các ngươi dùng để lôi kéo cường giả trong tộc. Tiểu Thanh do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Đa tạ, ngày sau nếu ngươi có gì cần, cứ việc phân phó. Dương Diệp cười nhẹ nói. Sẽ, đương nhiên, nếu các ngươi gặp được vấn đề gì, cũng đừng khách khí. Ta đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Kỳ thật, hắn làm người vẫn rất không tệ, Tiểu Hồng đột nhiên nói. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Hồng nói. Ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng nói. Ai kêu trước kia hắn một bộ lão tử vô địch thiên hạ chi? Tiểu Thanh mỉm cười nói. Đi thôi, mãng tộc còn có rất nhiều chuyện cần tỉ muội chúng ta xử lý. Nói xong, hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Vân Hải Thành. Vân Hải Lâu. Trong phòng chỉ có Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song. Dương Diệp đi đến trước mặt Ngọc Vô Song nói. Nửa tháng sau, ta sẽ đi Vân Tiêu Thánh Điện, nếu như ta vừa đi không về, nhớ kỹ, lập tức giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, để cho tất cả mọi người tự động rời đi. Mà ngươi cùng Uyển Nhi, lập tức tìm địa phương che giấu. Ngàn vạn lần đừng về Cổ Kiếm Trai, bởi vì khi đó, Cổ Kiếm Trai có khả năng không che chở được các ngươi. Trong nội tâm Ngọc Vô Song giật mình nói. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp mỉm cười nói. Đừng lo lắng, ta chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như ta đi Vân Tiêu Thánh Điện, vừa đi không về. Đến lúc đó, Vân Tiêu Thánh Điện chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi,
cho dù Vân Tiêu Thánh Điện buông tha các ngươi, Bạch Lộc Thư Viện cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi chỉ có giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, kể từ đó, có kẻ còn có một đường sinh cơ. Không đi Vân Tiêu Thánh Điện, được không? Ngọc Vô Song thò tay kéo tay Dương Diệp tại, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Dương Diệp lắc đầu nói. Vân Tiêu Thánh Điện ta là phải đi, bởi vì cho dù ta không đi, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hải Thành chúng ta cùng bọn họ tầm đó, ta cùng với Lâu Thiên Tiêu tầm đó, nhất định phải làm một cái chấm dứt, cái này tránh không được, ta cũng không muốn tránh. Sở dĩ hắn nói với Ngọc Vô Song những sự tình này, ngược lại không phải mình không có lòng tin đối mặt Lâu Thiên Tiêu cùng Vân Tiêu Thánh Điện, chỉ là hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì, đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không, ta sẽ không giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Ngọc Vô Song lắc đầu nói. Dương Diệp khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì, Ngọc Vô Song lại giành nói. Nếu như người thật sự ra ngoài ý muốn, cho dù ta giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành cũng vô dụng. Bởi vì đối với một thế lực cấp bạch kim mà nói, muốn tìm được chúng ta, thật sự là rất dễ dàng. Cho nên, nếu như người muốn chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra, vậy người nhất định phải còn sống trở về. Nói đến đây, thần sắc của Ngọc Vô Song cực kỳ chăm chú. Dương Diệp, người phải biết, hiện tại ngươi một người quan hệ đến rất nhiều người sinh tử. Người, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Một khi người ra ngoài ý muốn, Vân Hải Thành, Vân Hải Thư Viện, ta cùng Lục Uyển Nhi, còn có rất nhiều người khả năng sẽ chôn cùng người. Bởi vì ngươi đắc tội rất nhiều người và thế lực, mà không có ngươi, những người cùng thế lực kia, muốn diệt chúng ta thật sự là dễ dàng. Cho nên người phải trở về, nhớ không? Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đối mặt hồi lâu, cuối cùng, hắn vuốt vuốt đầu Ngọc Vô Song nói. Ngươi nói không sai, ta không nên đi mò mẫm nghĩ những thứ này. Ta cam đoan với ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ trở về. Nhất định, Ngọc Vô Song nói. Nhất định, Dương Diệp cười nói. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Dương Diệp cười cười, sau khi nói chuyện phiếm với Ngọc Vô Song, hắn đi ra Vân Hải Thành, đi tới chỗ sâu trong Thiên Lang Sơn Mạch. Nhìn lướt qua, xác định chung quanh không người, tay phải hắn vung lên, 10 ảnh nhân thánh giả xuất hiện ở chung quanh, bao vây hắn lại. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, một cổ sát ý từ trong cơ thể hắn tràn ra, thời gian dần trôi qua, sát ý càng ngày càng mạnh, tóc cùng hai mắt của hắn cũng bắt đầu biến thành màu đỏ như máu. Sắp tiến đến Vân Tiêu Thánh Điện, hắn hy vọng ở trong khoảng thời gian này, chính thức khống chế Táng Thiên. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định không dám triệu hoán Táng Thiên, nhưng hiện tại, ý chí của hắn trải qua tinh thần chi lực rèn luyện, so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại, hắn có lòng tin có thể chống cự Táng Thiên ăn mòn. Táng Thiên, xuất hiện đi. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, một cột máu từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Táng Thiên mạnh không? Không thể nghi ngờ, Táng Thiên tuyệt đối là cực kỳ mạnh. Nhưng nếu như hắn không thể khống chế Táng Thiên, cho dù Táng Thiên lại mạnh, cũng không có tác dụng. Bởi vì một khi dùng, sẽ bị ăn mòn trở thành một máy móc không lý trí, chỉ biết giết chóc. Một kiếm tu cường đại, bị kiếm nô dịch, đây tuyệt đối là một sự tình cực kỳ đáng buồn. Nói đơn giản một chút là, nếu như không thể chính thức khống chế Táng Thiên tương đương với sắt vụn. Hơn nữa còn là một mối họa tùy thời có thể sẽ cắn trả hắn. Cho nên hắn phải triệt để khống chế Táng Thiên. Dương Diệp nói xong, khí tức sát lục trong cơ thể hắn khẽ run lên, nhưng rất nhanh lại trầm tịch xuống, không có động tĩnh. Dương Diệp sửng sốt, lần này hắn chủ động thúc giục sát ý, Táng Thiên lại không đi ra. Trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn lại thúc giục sát lục kiếm ý, nhưng Táng Thiên vẫn không có động tĩnh. Táng Thiên, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi không phải một mực hy vọng đi ra sao? Hiện tại ta cho ngươi đi ra, ngươi mau ra đây. Dương Diệp nói. Nhân loại vô sỉ. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm tức giận của Táng Thiên. Ngươi cái nhân loại vô sỉ này, ngươi gặp được người không thể địch, liền để cho ta đi ra ngoài, để cho ta đi làm kẻ chết thay, ta sẽ không bị ngươi lừa đâu. Dương Diệp. Hồi lâu, Dương Diệp mới hồi phục tinh thần lại. Nói thực ra, lúc này đầu óc hắn có chút mất trật tự. Hắn thật không ngờ, Táng Thiên vậy mà không đi ra, hơn nữa lý do là hiếm thấy như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Táng Thiên này vừa đi ra,
Trước hết là bị vòng xoáy thần bí hành hạ một lần, lần thứ hai thật vất vả đi ra, lại bị nữ tử thần bí kia hành hạ, hơn nữa hai lần đều bị hành hạ không nhẹ. Hiện tại, đối phương đoán chừng là có bóng ma rồi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Táng Thiên, lần này không gái ngươi, mau ra đây, chỉ có một mình ta, lúc này đây chúng ta. Sâu lâu, Táng Thiên phẫn nộ quát. Ta nghe người đánh giám, không có gặp nguy hiểm, người sẽ để cho ta đi ra ngoài. Nếu ta không đoán sai, bây giờ ngươi khẳng định tại gặp tồn tại khủng bố gì, sau đó muốn lừa dối ta đi ra ngoài tạm người chết thay cho ngươi, ta cho ngươi biết, ta sẽ không bị người lừa đâu. Hiện tại ta hảo hảo ở trong này, an toàn. Khóe miệng Dương Diệp co lại nói. Trước mặt ta có địch nhân cường đại hay không, chính ngươi cảm thụ không đến sao? Cảm thụ cái rắm. Táng Thiên cả giận nói. Cái vòng xoáy thần bí kia ngăn cách hết thảy thần thức, ta cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng cảm thụ không đến. Tóm lại ta sẽ không đi ra ngoài, người bỏ cái ý nghĩ đó đi. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, trầm mặc một hồi, hắn trầm giọng nói. Táng Thiên, người sợ sao? Lại bị một nữ nhân dọa bể mật, thiệt thòi người còn gọi Táng Thiên, người thật sự ta làm nhục cái tên này. Ngu xuẩn, người có biết nữ nhân kia là tồn tại gì hay không? Táng Thiên cơ hồ giống tên. Thực lực của nữ nhân kia đã viễn siêu cực hạn mà thế giới này có khả năng thừa nhận, nàng căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này, nàng căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này biết chưa? Đừng nói ta còn không phải đế cấp, cho dù ta đến đế cấp chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nàng. Người cái gia hỏa hèn hạ vô sỉ này, người để cho ta hiện tại để đối phó nàng, người hại lão tử thảm rồi. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hắn biết nữ nhân kia rất mạnh. Nhưng nàng đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào, hắn lại không biết. Bây giờ nghe Táng Thiên nói, hắn mới biết, mình khả năng xa xa đánh giá thấp thực lực của đối phương. Không phải nói, thế giới này không cho trên thánh giả tồn tại sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Thực lực của nàng, đã viễn siêu thánh giả, vì sao còn có thể ở chỗ này? Thời điểm nắm đấm của ngươi lớn tới trình độ nhất định, ông trời cũng phải cho ngươi mặt mũi, hiểu không? Táng Thiên nói, ngươi nói là, nàng ở chỗ này, trời căn bản không thể làm gì. Dương Diệp giật mình nói, cái này là địa phương khủng bố của nàng. Táng Thiên trầm giọng nói, trên thánh giả, đã có thể uy hiếp thiên đạo của thế giới này, nhưng bọn hắn vẫn không dám đối địch thiên đạo. Bởi vì nếu chọc thiên đạo nóng này, đừng nói một cái trên thánh giả, coi như 100 cái cũng vô dụng. Cho nên, sau khi cường giả đạt tới trên thánh giả, sẽ bị bắt buộc ly khai, không ly khai. Không ly khai thiên đạo muốn sâu lâu với ngươi, nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể một người làm thịt nó, vậy không cần ly khai. Hiện tại đã biết rõ chưa? Nữ nhân kia, nàng là thuộc về loại có thể sâu lâu với thiên đạo, cho nên nàng so với cường giả trên thánh giả bị ép ly khai mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nói đến đây, Táng Thiên dừng một chút, lại nói. Ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi lại đối địch với nàng? Đương nhiên, ta càng hiếu kỳ, vì sao đến bây giờ ngươi còn sống? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lạnh nhạt nói. Nàng là nữ nhân của ta. Dám thí. Táng Thiên gào thét. Ngươi cũng không nhìn ngươi một chút, ngươi yếu như con kiến, người ta sẽ vừa ý ngươi. Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì nàng không giết ta? Dương Diệp nói. Ta nào biết? Táng Thiên nói. Chưa từng nghe qua nhân loại chúng ta có một câu, vợ chồng cãi nhau. Đầu giường nhao nhao, cuối giường giảng hòa sao. Lúc ấy ta và nàng cãi nhau, chỉ là có chút quá kích động, cho nên chúng ta đánh một trận, sau đó ta đánh không lại, bảo ngươi đi ra hỗ trợ, không nghĩ tới ngươi bị hành hạ. Dương Diệp nói, nhưng hiện tại, chúng ta đã giảng hòa, cho nên, ngươi cẩn thận một chút cho ta, cẩn thận ta bảo nàng rút người ra, biến người thành sắt vụn. Ngươi làm ta sợ a? Táng Thiên cả giận nói. Ngươi có tin ta tự bảo, cùng người thần hồn câu diệt hay không? Khóe miệng Dương Diệp co lại, lúc này Táng Thiên ẩn sâu ở trong trái tim của hắn, cùng trái tim của hắn hoàn toàn hòa làm một thế, nếu như hắn chơi tự bảo, hắn tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp chân thành nói. Táng Thiên, ngươi là kiếm, ta là kiếm tu, nếu hai người chúng ta hợp tác, đối với chúng ta đều có lợi. Mà nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau, ai cũng sẽ chết. Người cảm thấy đúng không? Táng Thiên trầm mặc. Dương Diệp lại nói.
Ngươi là kiếm, ta là kiếm tu, chúng ta vốn nên liên thủ, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Thử hỏi, ta và ngươi quen biết đến bây giờ, song phương đối địch, chúng ta đã nhận được cái gì? Chúng ta chỉ lấy được lưỡng bại câu thương. Hôm nay chúng ta liền làm cái chấm dứt ha, nếu như ngươi không muốn hợp tác, vậy ngươi rời đi thôi, ta không ngăn cản ngươi. Mà nếu như ngươi muốn khống chế ta, vậy ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả, bất kể là nữ nhân của ta, hay vòng xoáy thần bí, bọn hắn đều có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Táng Thiên trầm giọng nói. Nhân loại, thực sự không phải là ta muốn khống chế ngươi, mà chính ngươi quá yếu, căn bản không cách nào thừa nhận sát ý cùng lực lượng của ta. Đây không phải chính ngươi khống chế sao? Dương Diệp nói. Ngươi đừng ăn mòn ta không phải được rồi. Ngươi sai rồi. Táng Thiên trầm giọng nói. Bản thân ta chính là do giết chóc cùng lệ khí hình thành, giết chóc cùng lệ khí là ta chính là giết chóc cùng lệ khí, ngươi muốn khống chế ta, nhất định phải thừa nhận giết chóc cùng lệ khí của ta. Mà ngươi quá yếu, căn bản không cách nào tiếp nhận được giết chóc cùng lệ khí của ta. Ý của ngươi là, ngươi cũng không muốn khống chế ta. Mà là ta không chịu nổi sát ý của ngươi bị động khống chế. Dương Diệp hỏi. Có thể nói như vậy. Táng Thiên nói. Dùng nhân loại các ngươi nói, ta giống như một ngọn lửa, ta không có ý đốt ngươi, nhưng ngươi muốn khống chế ta, để ta ở trên lòng bàn tay, mà chính ngươi lại không đủ mạnh, cái này tự nhiên sẽ bị thương. Người ta có câu, kiếm không hề xấu, tất cả ở nhân tâm. Mà ngươi lại hoàn toàn trái lại a. Dương Diệp nói, ta linh trí đã thành, tuy muốn thông qua giết chóc đến để thăng chính mình, nhưng ta rất rõ ràng, lúc này mình còn không có năng lực có thể tùy ý làm bậy. Bằng không thì ta cũng sẽ không cam nguyện bị trấn áp ở cổ kiếm trai nhiều năm như vậy. Nhưng bản tính của ta sẽ để cho ta muốn sát nhân. Chính ta cũng không thể khống chế bản tính của ta, ngươi làm sao có thể khống chế ta? Táng Thiên nói. Vậy trước kia vì sao ngươi hấp dẫn ta tiếp nhận lực lượng của ngươi? Dương Diệp cau mày nói. Bởi vì ta muốn triệt để khống chế ngươi. Táng Thiên nói. Ta là kiếm, muốn phát huy ra thực lực chân chính. Nhất định phải dùng ngươi làm môi giới mới được. Mà ngươi là kiếm tu, hơn nữa có được sát ý, nếu như có thể triệt để khống chế ngươi, ta có thể thông qua ngươi để cho mình tăng lên. Nhưng lực ý chí của ngươi vượt qua ta tưởng tượng, có thể miễn cưỡng ngăn cản được ta ăn mòn. Tuy như thế, nhưng muốn khống chế ta, vẫn chênh lệch quá xa. Ngươi bây giờ không có hùng hổ dọa người như trước kia rồi. Dương Diệp nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi biết mình không cách nào chính thức nô dịch ta, đúng không? Nữ nhân kia có phải nữ nhân của ngươi hay không ta không biết, mặc dù nàng không có biện pháp cho ngươi khống chế ta, nhưng nàng có năng lực hủy diệt ta, hoặc phong ấn ta, còn nữa, vòng xoáy thần bí trong cơ thể ngươi cũng có năng lực hủy diệt ta cùng với phong ấn ta. Như lời ngươi nói, chúng ta cần hợp tác, nhưng có thể ngăn cản được sát ý của ta ăn mòn hay không, phải nhìn chính ngươi. Táng Thiên trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Xuất hiện đi, ta muốn thử một chút. Như ngươi mong muốn. Thanh âm Táng Thiên rơi xuống, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Cả người Dương Diệp lập tức biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết kiếm mới xuất hiện, tay của hắn đã bị rạch một vết rách. Sau đó một tia máu tươi từ lòng bàn tay hắn tràn vào Táng Thiên. Tại sao phải hút máu? Nói xong câu này, trong mắt Dương Diệp dần dần biến thành màu đỏ. Giết chóc là bản tính của ta, khát máu cũng là bản tính của ta. Hoặc là hút máu của địch nhân, hoặc hút của túc chủ. Nhớ kỹ, ta vừa xuất hiện, tất phải thấy máu. Không thấy được máu của người khác, vậy thấy máu của ngươi. Táng Thiên trầm giọng nói. Dương Diệp không có trả lời, lúc này hai mắt hắn đã huyết hồng. Thân thể Dương Diệp đang run rẩy kịch liệt. Từng đạo sát ý cùng lệ khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp chấn mấy ảnh nhân đến bên ngoài mấy ngàn trượng. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp lại không như trước kia bắt đầu nổi điên. Ước chừng hai canh giờ sau, Dương Diệp như trước không có nổi điên. Trong mắt phải huyết sắc bắt đầu rút đi, không đến một hồi, mắt phải hắn khôi phục thanh minh, nhưng rất nhanh, mắt phải lại dần dần biến thành màu đỏ, bất quá một lát sau, nó lại khôi phục thanh minh, như thế không ngừng tuần hoàn. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn về phía ảnh nhân khôi lỗi. Giết! Không giết! Giết! Không giết! Nửa tỉnh nửa điên!
trong tràng, vang lên âm thanh lẩm bẩm của Táng Thiên. Lúc này hai mắt Dương Diệp, mắt trái huyết hồng, mắt phải thanh minh, vô cùng quỷ dị. Trên người hắn tản ra sát ý cùng lệ khí ngập trời, nhưng quỷ dị chính là, những sát ý cùng lệ khí này một hồi lại đổi thành kiếm ý hư vô cảnh, cả hai luân chuyển, cực kỳ quỷ dị. Hồi lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng chặt, huyết kiếm trong tay hắn biến mất. Lại qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, sát ý cùng lệ khí trên người hắn cũng biến mất, rất nhanh, cả người hắn khôi phục bình thường. Táng Thiên bị hắn lần nữa chấn áp trở về trái tim. Bởi vì Táng Thiên không có phản kháng, nên lần này chấn áp cực kỳ nhẹ nhõm. Hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn vết máu trong tay mình, Dương Diệp đắng chát cười nói. Còn không cách nào hoàn toàn chống cự ngươi ăn mòn. Kỳ thật ngươi đã rất khó được rồi. Lúc này, Táng Thiên trầm giọng nói. Ít nhất, ngươi không như dĩ vãng hoàn toàn bị sát ý cùng lệ khí của ta nô lệ. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nô lệ ta? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Ngươi phải nhớ một điểm, ta là sinh vật cao cấp có trí khôn, sẽ lựa chọn sự tình có lợi với ta. Táng Thiên trầm giọng nói. Sinh vật cao cấp có trí khôn. Khóe miệng Dương Diệp hơi rút, sau nửa ngày, hắn gật đầu nói. Bất kể như thế nào, hai người chúng ta liên thủ, xác thực đối với mọi người đều có lợi. Chỉ là đáng tiếc, ta không cách nào hoàn toàn chống cự sát ý cùng lệ khí. Về sau cùng người đối địch, triệu hồi ra ngươi, vẫn còn có chút nguy hiểm. Như trước kia Táng Thiên nói, vừa rồi hắn ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Lúc ấy, có thanh âm đang không ngừng để cho hắn diệt sát hết thảy, nhưng trong đầu hắn vẫn có một thanh âm, cái thanh âm này bảo hắn đừng giết. Có thể nói, hắn là thuộc về trạng thái một hồi thanh tỉnh, một sẽ lạc lối. Mà loại trạng thái này, cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì giết cùng không giết, thật sự chỉ là một ý niệm của hắn. Ta cần máu tươi, rất nhiều máu tươi. Lúc này, Táng Thiên bỗng nhiên nói. Máu tươi của cường giả là tốt nhất, chỉ có máu tươi mới có thể để cho ta nhanh chóng khôi phục thương thế, hơn nữa đạt được phát triển. Ta và người liên thủ, ta cũng chỉ có yêu cầu này, không ngừng cung cấp máu tươi cho ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Đầu tiên, người phải biết một việc, bất kể là ngươi hay ta, chúng ta đều quá yếu. Nếu ta thật sự bị người nô lệ, hoặc người chạy ra sát nhân lung tung, ta dám cam đoan, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bị người giết. Đương nhiên, ta cam đoan với người, ngày sau nếu có máu tươi, nhất định sẽ cho ngươi. Dù sao ngươi cũng thấy đấy, cừu gia của ta rất nhiều. Hồi lâu sau, Táng Thiên nói. Được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bắc giới. Qua nửa ngày, hắn tâm niệm vừa động, kiếm dực lập tức từ trên người hắn chóc ra. Nhìn kiếm dực trước mặt, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lấy ra một trái tạo hóa quả. Thôn phệ. Dương Diệp tâm niệm vừa động, kiếm dực bộc phát ra một đạo kiếm quang, bao vây tạo hóa quả lại. Rất nhanh, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, tạo hóa quả hóa thành năng lượng màu vàng chui vào kiếm dực. Năng lượng màu vàng vừa chui vào kiếm dực, toàn bộ kiếm dực tập tức rung rung kịch liệt, ở phía trên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng. Túc trước nữ tử thần bí nói tạo hóa quả có thể tăng đẳng cấp huyền bảo, hắn không biết đối phương nói có phải thật hay không, nếu như thật cũng may, nhưng nếu như giả dối, vậy thì thiệt thòi chết a. Tạo hóa quả hắn tổng cộng có 5 trái, mình ăn 1 quả, Lục Uyển Nhi 1 quả, chỉ còn lại có 3 quả. Hiện tại lại dùng 1 quả, hắn chỉ còn tại có 2 quả. Tạo hóa quả năng lượng tinh thuần, đừng nói hiện tại chỉ là bán thánh, coi như đạt tới thánh giả cũng khẳng định có hiệu quả. Nếu như có thể tăng lên kiếm dực, ngược lại cũng may, nếu như không thể tăng lên, hắn sẽ thật sự thổ huyết. Sở dĩ muốn tăng lên kiếm dực, tự nhiên là bởi vì nửa tháng sau tỉ thí. Hắn không ý kỵ Lâu Thiên Tiêu, nhưng hắn sẽ không khinh thị đối phương, càng sẽ không khinh thị Vân Tiêu Thánh Điện. Tuy ở Bắc Giới có Vô Cực Ma Tông kiềm chế Vân Tiêu Thánh Điện, nhưng hắn sẽ không ký thác hy vọng vào trên thân người khác. Người, tốt nhất là dựa vào chính mình. Ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, kiếm dực rung rung càng kịch liệt, thời gian dần trôi qua, Dương Diệp phát hiện, kiếm dực đang lột xác, phát hiện một màn này, Dương Diệp cuồng hỉ. Kiếm dực vốn là thần cấp trung phẩm, thúc dục, tốc độ viễn siêu thánh giả, nếu như nó có thể tăng lên tới thần cấp thượng phẩm, này sẽ kinh khủng cỡ nào. Nếu như tăng thêm tốc chi pháp tắc thì sao?
Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi có chút hưng phấn lên. Ngoại vật là phụ trợ, điểm ấy hắn tự nhiên biết rõ. Hắn cũng sẽ không quá độ ỷ lại ngoại vật, nhưng nếu như hoàn toàn không cần ngoại vật, hắn chính là đầu bã đậu rồi. Ngoại vật có thể dùng, chỉ là không thể ỷ lại. Kiếm rực lột xác, Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn xếp bằng ở đấy, tiếp tục dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Lực lượng thân thể càng mạnh, giới hạn pháp tắc lại càng mạnh. Tóm lại, hiện tại mục tiêu của hắn là trở nên mạnh mẽ, để cho mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Thời gian một ngày đi qua, thân thể Dương Diệp ở dưới tinh thần chi lực rèn luyện, cũng càng ngày càng mạnh. Mà kiếm dực ở dưới tạo hóa quả cải tạo, tuy còn không có lột xác thành thần cấp thượng phẩm, nhưng mặt ngoài đã nhiều hơn một tầng màu vàng kim nhạt hơi mỏng. Dương Diệp cảm giác, kiếm dực từ trong tới ngoài đang lột xác. Cái này để cho trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi, hiển nhiên, tạo hóa quả có tác dụng, hắn không có uổng phí một trái tạo hóa quả. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp ngoại trừ điên cuồng luyện thể, là tu luyện cử trọng nhược khinh cùng cử khinh nhược trọng, hai cái này hắn đã có thể nắm giữ, nhưng còn có thể làm rất tốt, hắn càng luyện hai cái này, lại càng cảm giác mình khống chế lực lượng còn có rất nhiều chưa đủ. Nhưng tiếc là lúc này nữ nhân thần bí kia không ở đây, bằng không thì hắn nhất định có thể tăng lên hơn nữa. 10 ngày sau, Dương Diệp đứng ở trên một ụ đá, man thần kiếm chỉ xéo mặt đất, hai mắt khép hờ, cả người như nhập định. Không biết qua bao lâu, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, man thần kiếm mạnh mẽ chém về phía trước. Chỗ mũi kiếm của man thần kiếm, xuất hiện một chấm đen, đó là không gian nghiền nát hình thành. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Dương Diệp hiện lên vui vẻ, nếu là lúc trước, lực lượng một kiếm này của hắn, tuyệt đối có thể chấn tan không gian chung quanh mấy chục ngàn trượng. Nhưng hiện tại, hắn có thể làm cho lực lượng của mình không tiết ra ngoài chút nào, để cho lực lượng chính thức tập trung ở một điểm. Lực lượng giống như, nhưng trải qua điều khiển bất đồng, lại có thể phát huy ra lực phá hoại cách biệt một trời. Nhìn man thần kiếm trong tay mình, Dương Diệp thấp giọng nói. Lúc này thân thể của ta tuyệt đối không kém thần dũng cảnh, mà ta hiện tại điều khiển lực lượng, cũng viễn siêu lúc trước. Hiện tại nếu như ta thi triển giới hạn pháp tắc, nhất định có thể tăng lên 35 đến 40 lần. Nếu như vẫn còn ở thế giới kia, một quyền này của ta, nói không chừng có thể trực tiếp phá vỡ thế giới đó. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi. Thánh giả, hôm nay trong mắt ta, cũng không coi là cái gì. Hiện tại nếu để cho hắn cùng với một thánh giả solo, hắn có lòng tin không sử dụng kiếm kỹ, chỉ bằng vào thân thể liền diệt sát đối phương, hơn nữa căn bản không cần phí bao nhiêu lực lượng. Giống như hiện tại, hắn đã hoàn toàn viễn siêu khôi lỗi thánh giả. Nhục thể của hắn từng ở dưới gợn sóng của ảnh nhân, yếu ớt như giấy, nhưng hiện tại, gợn sóng kia đối với hắn đã không có uy hiếp quá lớn. Hiện tại, hắn không cần thi triển tinh thần hộ thể thuật cũng có thể chống cự gợn sóng công kích. Đúng lúc này, kiếm dực đột nhiên bộc phát ra kiếm minh. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, thân hình khẽ động, đi vào trước mặt kiếm dực, khi nhìn thấy kiếm dực, Dương Diệp cuồng hỉ. Lúc này hình dạng của kiếm dực cùng nguyên lai không có gì khác nhau, bất đồng chính là, lúc này mặt ngoài kiếm dực phảng phất như bị bao một tầng hoàng kim, hiện lên màu vàng kim óng ánh. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm dực đã thành thần cấp thượng phẩm. Dương Diệp tâm niệm vừa động, kiếm dực lập tức bay đến trên người hắn, sau một khắc, kiếm dực biến ảo thành cánh chim. Đi! Dương Diệp nói xong, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài vạn dặm, phía sau hắn là một vết nứt không gian dài gần vạn dặm, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian thừa nhận không nổi tạo thành. Thật nhanh! Trong mắt Dương Diệp có vẻ hưng phấn, hiện tại tốc độ của hắn, thánh giả cho dù thúc ngựa cũng cản không nổi. Nếu là lúc trước, hắn thi triển kiếm dực, thân thể tuyệt đối sẽ bị xé nứt, bởi vì tốc độ quá nhanh, không chỉ không gian không chịu nổi, thân thể chính hắn cũng không chịu nổi. Nhưng hiện tại, nhục thể của hắn viễn siêu lúc trước, tuy tốc độ này để cho thân thể hắn có chút không khỏe, nhưng lại không có vấn đề gì lớn. Quan trọng nhất là, khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, và có thể sinh ra lực lượng cùng sức bật không gì sánh kịp. Nếu như hắn đang thi triển nhất niệm thuấn sát ra chỉ kiếm dực, nhất niệm thuấn sát không chỉ uy lực tăng lên mấy lần, tốc độ ít nhất cũng sẽ tăng lên mấy gần. Có thể nói, một kiếm này, hoàn toàn có thể đơn giản chém giết cường giả thánh giả cảnh bình thường. Bất quá có một khuyết điểm, chính là tiêu hao huyền khí thật sự quá kinh khủng, thi triển một lần,
huyền khí của hắn đã bị rút đi 1/4, nếu như thi triển nhất niệm thuấn sát, đoán chừng một lần sẽ tháo nước 1/3 huyền khí của hắn. Nếu như không phải hắn đã tấn thẳng đến bán thánh cao cấp, thì căn bản không dám loạn dùng kiếm rực này. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bắc giới, trong mắt hiện lên hàn mang. An Nam Tĩnh, chờ ta. Lâu Thiên Tiêu, ngươi cũng chờ đấy. Chẳng lẽ sát thần đại danh đỉnh đỉnh, cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao? Thật là làm cho ta có chút thất vọng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một nữ tử xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, dáng người thon thả, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân cao thấp tản ra mỹ ý như có như không. Dương Diệp đánh giá đối phương, sau đó nói. Ta xác định ta không biết ngươi. Yêu hồ tộc, Vân Hận Thiên. Nữ tử nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi chính là người Lâu Thiên Tiêu muốn kết hôn. Xác thực là vậy. Vân Hận Thiên nói. Dương Diệp nói. Ta nghĩ ngươi không phải tới tìm ta nói chuyện phiếm, nói chính sự đi. Ta không muốn gả cho Lâu Thiên Tiêu. Vân Hận Thiên nói. Nhưng yêu hồ tộc ta không có lựa chọn. Không quan hệ tới ta, không phải sao? Dương Diệp nói. Nếu như ngươi có thể giết hắn, ta dĩ nhiên là không cần gả cho hắn rồi. Vân Hận Thiên nói. Nói rõ ý đồ ngươi đến, bằng không thì lập tức ly khai. Dương Diệp nói. Vân Hận Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, không phải sao? Dương Diệp cười nhẹ nói. Trực giác nói cho ta biết, ngươi không có thành ý, hoặc là nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Muốn hợp tác, không phải là không thể được, nhưng ta hy vọng chúng ta đều có thể chân thành, ta không thích âm mưu quỷ kế. Ta muốn nhìn thấy thực lực chân thật của ngươi, mới có thể quyết định chúng ta rốt cuộc nên hợp tác hay không. Vân Hận Thiên nói, nếu như thực lực của ngươi như vừa rồi, chúng ta xác thực không cần phải nói chuyện nữa. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn chứng kiến thực lực chân thật của ta đâu. Dương Diệp nói, nếu như ta rất muốn nhìn thì sao? Vân Hận Thiên nói, ta sợ ngươi sẽ chết. Dương Diệp nói, Vân Hận Thiên nhìn Dương Diệp không nói. Hồi lâu sau nàng nói, ngươi rất tự tin giống như Lâu Thiên Tiêu. Nhưng hắn tự tin, là vì hắn có lực lượng cùng vốn liếng tự tin. Mà ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng giết cái thánh giả, liền cảm giác mình rất lợi hại đi à nha. Muốn thử một chút không? Dương Diệp nói. Rất muốn. Nữ tử nói. Nữ tử vừa nói xong, đồng tử nàng kịch liệt co rụt lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, mà cùng lúc đó, mi tâm nàng đang bị một thanh kiếm chống đỡ. Dương Diệp thu kiếm nói. Nói thật, ta không biết yêu hồ tộc ngươi có thể giúp ta cái gì. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Vân Tiêu Thành có một thượng cổ thần trận, một khi trận này mở ra, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào Vân Tiêu Thành. Trừ cái này ra, trận này còn có thể trấn áp cường giả thánh giả cảnh. Trận này, đã từng có vài chục tên thánh giả liên hợp công kích cũng không thể công phá. Mà ta, có thể phá vỡ trận này. Vân Hận Thiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Vân Hận Thiên nói. Vì cái gì? Bởi vì trận này là tổ tiên ta kiến tạo, mà ta ở Thiên Hồ tộc, trận đạo tạo nghệ mạnh nhất. Nếu như ngươi không tin, có thể lui về sau hai bước. Vân Hận Thiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Hận Thiên, sau đó xoay người đi về phía trước hai bước, đột nhiên, hắn nhướng mày, bởi vì không gian trước mặt hắn bóp méo lên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp rút kiếm mạnh mẽ chém xuống một cái. Kiếm khí xẹt qua, không gian trước mặt hắn lập tức bị xé nứt, nhưng rất nhanh, những không gian kia lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mày nhíu càng sâu, sau một khắc, kiếm giáp trên người hắn mạnh mẽ bộc phát ra, vạn đạo kiếm quang kích xạ, lập tức xé rách không gian nát bấy. Nhưng những không gian kia bị thiên đạo pháp tắc chữa trị, cũng bắt đầu vặn vẹo, ngăn cản. Dương Diệp quay người nhìn về phía Vân Hận Thiên cách đó không xa nói. Để cho ta có chút kinh ngạc. Vân Hận Thiên vung tay phải lên, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh nói. Bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Ngươi là một người ngay thẳng, ta cũng không vòng vo. Ngươi tiến về Vân Tiêu Thánh Điện, nếu như ngươi có thể giết Lâu Thiên Tiêu, ta sẽ lập tức đứng ở bên ngươi. Nhưng nếu như ngươi giết không được hắn,
cái kia thật có lỗi, chúng ta hôm nay coi như chưa thấy qua. Lần này ngươi tới, là đại biểu Thiên Hồ tộc, hay là chính ngươi? Dương Diệp nói, chính mình. Vân Hận Thiên nói, nhưng nếu như ngươi có thể giết Lâu Thiên Tiêu, ta cam đoan, Thiên Hồ tộc sẽ lập tức đứng ở bên ngươi. Dương Diệp nhìn Vân Hận Thiên hồi lâu, sau đó nói, có thể. Vân Hận Thiên trầm giọng nói, Dương Diệp, ngươi phải hiểu được một sự tình, lúc này đây, các ngươi luận võ, không chỉ là sự tình hai người các ngươi. Càng quan hệ đến tương lai của toàn bộ Thanh Châu, nói đơn giản một chút là, nếu như ngươi chết, toàn bộ Thanh Châu chính là thiên hạ của Vân Tiêu Thánh Điện. Khi đó ở Thanh Châu, không người nào dám hoặc có năng lực vi phạm Vân Tiêu Thánh Điện. Ta thật không muốn làm chúa cứu thế. Dương Diệp nói. Vân Hận Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vân Tiêu Thánh Điện gặp lại. Nói xong, nàng quay người biến mất ngay tại chỗ. Vân Hận Thiên đi rồi, Dương Diệp về tới Vân Hải Thành. Vừa tới Vân Hải Thành, cường giả của Cổ Kiếm Trai liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiều nay chúng ta cùng ngươi đi Vân Tiêu Thánh Điện. Kiếm Vô Trần nhìn thấy Dương Diệp lúc, câu nói đầu tiên. Việc này không có quan hệ gì tới Cổ Kiếm Trai, các ngươi không cần phải lẫn vào vũng nước đục. Dương Diệp nói. Ngươi bây giờ còn là đệ tử Cổ Kiếm Trai ta. Kiếm Vô Trần nói. Tự nhiên. Dương Diệp gật đầu nói. Kiếm Vô Trần cười nói. Ngươi đã là đệ tử Cổ Kiếm Trai ta, vậy làm sao có thể nói cùng Cổ Kiếm Trai ta không quan hệ. Việc này chúng ta đã quyết định, ngươi cũng đừng từ chối. Ngươi muốn làm, là ở Vân Tiêu Thánh Điện đánh bại Lâu Thiên Tiêu. Nếu như ngươi đánh bại hắn, Cổ Kiếm Trai chúng ta nhất định danh chấn Thanh Châu. Nếu ta giết hắn thì sao? Dương Diệp nói. Nghe vậy, dáng tươi cười trên mặt đám người Kiếm Vô Trần dần dần biến mất, sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói. Vậy thì giết. Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, lúc này Kiếm Vô Trần lại nói. Ta biết rõ, nếu đối phương có cơ hội giết ngươi, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đã như vậy, ngươi cần gì phải hạ thủ lưu tình? Đa tạ. Dương Diệp nói. Hắn biết rõ, Kiếm Vô Trần nói như vậy, là đại biểu Cổ Kiếm Trai ủng hộ hắn. Mà Cổ Kiếm Trai muốn làm quyết định này, nhất định là không dễ. Phải biết Vân Tiêu Thánh Điện là Thanh Châu đệ nhất thế lực a. Được rồi, cái này cho ngươi. Lúc này, tay phải của Cổ Chân Nhân đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang lấp lóe, sau đó một hộp kiếm toàn thân xanh đậm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chính mình mở ra nhìn xem. Cổ Chân Nhân cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, thò tay nắm hộp, tâm niệm vừa động. Ông! Đột nhiên hộp đựng kiếm bộc phát ra một đạo kiếm minh, sau đó hơn 3.000 đạo kiếm quang phóng lên trời. Phía chân trời, kiếm quang tán đi, hơn 3.000 thanh kiếm lớn nhỏ, dài ngắn đồng dạng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. 3.600 thanh huyền kiếm tiên giai thượng phẩm. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới. Cổ Chân Nhân tạo ra cho hắn hơn 3.000 thanh kiếm tiên giai thượng phẩm. Trong hộp kiếm này, chất chứa một bộ kiếm trận, tên Thập Phương Sát Trận. Thúc dục, trong phạm vi ngàn trượng sẽ hoang tàn. Trận này nếu do kiếm ý hư vô cảnh đến thúc dục, uy lực không thua kiếm kỹ thần cấp thượng phẩm, thậm chí còn hơn. Bất quá nhớ lấy, trận này cực kỳ tiêu hao huyền khí, không được đơn giản thi triển, để tránh khí kiệt. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói. Có thể so với huyền kỹ thần cấp thượng phẩm. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, sau đó nói. Ta thử xem. Nói xong, Dương Diệp muốn thúc giục, lúc này đám người Cổ Chân Nhân vội vàng nói. Thử cái đầu của ngươi a, ngươi muốn hủy diệt Vân Hải Thành sao? Dương Diệp. Cổ Chân Nhân tức giận nói. Trận này uy lực cực lớn, hoàn toàn có thể đơn giản xoắn giết cường giả thánh giả, hộp kiếm là cho ngươi dùng để bảo vệ tánh mạng đấy, hiểu chưa? Dương Diệp tâm niệm vừa động, 3.600 thanh tiên kiếm ở phía chân trời lập tức bay trở về hộp kiếm. Thu lại hộp kiếm, Dương Diệp nhìn về phía Cổ Chân Nhân cùng Kiếm Vô Trần nói. Đa tạ, muốn thật cảm tạ, thì theo chúng ta còn sống trở về. Kiếm Vô Trần nói. Dương Diệp cười nói. Cái này còn không đơn giản. Ha ha, đám người Kiếm Vô Trần cười ha hả, khỏi cần phải nói. Dương Diệp tự tin để cho bọn hắn cực kỳ tán thưởng. Sau khi nói chuyện phiếm với đám người Kiếm Vô Trần, Dương Diệp về tới Vân Hải Lâu. Trong phòng chỉ có 3 người, Dương Diệp, Lục Uyển Nhi, Ngọc Vô Song.
hai người các ngươi không thể đi, cứ quyết định như vậy. Dương Diệp nói, chúng ta sẽ không đi. Ngọc Vô Song nói, nhưng người nhất định phải trở về. Dương Diệp kinh ngạc, ngươi, lúc nào các ngươi dễ nói chuyện như vậy? Ngọc Vô Song chừng hắn nói, lần này đi, đều là thánh giả, chúng ta đi, sẽ chỉ là liên lụy. Chúng ta thực lực yếu, không cách nào trợ giúp ngươi cái gì, duy nhất có thể làm, là không liên lụy ngươi, không để cho ngươi phiền toái. Dương Diệp thò tay vuốt vuốt đầu Ngọc Vô Song nói, ta đi rồi, thánh giả mãng tộc sẽ âm thầm bảo hộ Vân Hải Thành, các ngươi không cần lo. Gắng, bên thanh đạo môn thì sao? Lục Uyển Nhi đột nhiên nói, ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp nói, Lục Uyển Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, khẽ gật đầu. Ngày thứ hai, thanh đạo môn. Thanh đạo môn môn chủ đi ra gặp mặt. Sáng sớm, trên đường phố đột nhiên vang lên một giọng nói. Tất cả đệ tử thanh đạo môn kinh hãi, nhao nhao bay lên không, ở trên không, một nam tử thanh y lăng không mà đứng. Người này, mọi người cũng không xa lạ gì, đúng là Dương Diệp. Sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đối diện Dương Diệp, sáu người đúng là sáu gã thánh giả còn lại của thanh đạo môn. Trung niên cầm đầu đúng là thanh đạo môn môn chủ. Như thế nào, Dương Diệp, chẳng lẽ ngươi ngay cả thanh đạo môn ta cũng không buông tha? Thanh đạo môn môn chủ lạnh nhạt nói. Dương Diệp nói, ngày mai ta muốn đi Bắc giới đánh với Lâu Thiên Tiêu một trận, nhưng ta không yên lòng Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai, nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì thanh đạo môn ngươi. Sau đó thì sao? Thanh đạo môn môn chủ nói. Sau đó ta hy vọng trong khoảng thời gian ta ly khai này, thanh đạo môn các ngươi có thể như trước kia an phận thủ thường. Dương Diệp nói. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh đạo môn môn chủ trầm giọng nói. Ngươi, ngươi chỉ cần nói làm được hay không là được rồi. Dương Diệp đã cắt đứt thanh đạo môn môn chủ nói. Nếu ta làm không được thì sao? Thanh đạo môn âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, tay phải vung lên, 10 ảnh nhân khôi lỗi, 7 tên thánh giả cổ kiếm trai, còn có 6 gã thánh giả mãng tộc xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người của thanh đạo môn sắc mặt đại biến. Hiện tại, có thể làm được hay không? Dương Diệp nhìn thanh đạo môn môn chủ. Sắc mặt bọn người thanh đạo môn môn chủ khó coi tới cực điểm, hồi lâu, thanh đạo môn môn chủ không cam lòng gật đầu, muốn nói gì, nhưng Dương Diệp lại nói. Ta muốn không phải lời hứa của ngươi. Thanh đạo môn môn chủ hơi sững sờ, đúng lúc này, một lão giả hư ảo xuất hiện. Nhìn thấy lão giả này, tất cả đệ tử thanh đạo môn, kể cả thanh đạo môn môn chủ ở trong 7 tên thánh giả đều vội vàng bái xuống. Bái kiến tổ sư. Lão giả không có để ý mọi người thanh đạo môn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, hồi lâu, hắn khẽ gật đầu nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đợi một thời gian. Những lão gia hỏa chúng ta chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi rồi. Dương Diệp nói, ta không có ý đối địch với thanh đạo môn, càng không có ý xưng bá nam giới hoặc thanh châu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thanh đạo môn đừng đến chọc ta. Thanh đạo môn tổ sư nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chỉ cần ngươi còn sống, thanh đạo môn ta sẽ không đối địch Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng mọi người quay người rời đi. Lời nói của ta các ngươi đã nghe chưa? Lão giả đột nhiên nói. Đám người thanh đạo môn môn chủ vội vàng gật đầu. Từ nay về sau, chỉ cần kẻ này còn sống, thanh đạo môn ta nhượng hắn 3 phần. Lão giả nói xong, lập tức biến mất. Một ngày sau, trong Vân Hải Thành đột nhiên lao ra mấy đạo kiếm quang xẹt qua trường không, thoáng cái liền biến mất ở phía chân trời. Lâu Thiên Tiêu, ta đến rồi. Bắc giới. Vân Tiêu Thành. Nếu như nói Vân Hải Thành là nam giới đệ nhất thành, như vậy Vân Tiêu Thành không thể nghi ngờ là Thanh Châu đệ nhất thành. Với tư cách đại bản doanh của Thanh Châu đệ nhất thế lực, quy mô của Vân Tiêu Thành không thể bảo là không lớn, chiếm diện tích mấy vạn dặm, về phần độ cao, như kỳ danh, độ cao gần ngàn trượng, thẳng vào Vân Tiêu. Thanh Châu từ khi có lịch sử đến nay, nhân yêu cùng tồn tại, nhân tộc ở trước mặt yêu tộc, số lượng không có ưu thế, trên thực lực càng không có ưu thế. Bởi vậy đô thành từng thế lực đều kiến tạo chắc chắn. Ngoại trừ phương diện chắc chắn, phương diện phòng ngự cùng công kích cũng sẽ rất chăm chút. Mà ở trong thế giới nhân loại, Vân Tiêu Thành không thể nghi ngờ là đô thành tốt nhất Thanh Châu.
Nghe đồn, nếu đại trận trong Vân Tiêu Thành mở ra, cho dù 5 tên thánh giả liên thủ cũng khó dung chuyển. Bốn phía Vân Tiêu Thành mỗi một mặt đều có 5 cửa thành, mỗi một cửa thành rộng gần 100 trượng. Ngày hôm nay, 20 cửa thành bị người cùng yêu từ các nơi của Thanh Châu đến vậy chật ních. Hôm nay đối với Thanh Châu mà nói, không thể nghi ngờ là một lễ lớn. Bởi vì hôm nay là ngày hai yêu nghiệt của Thanh Châu quyết chiến. Lâu Thiên Tiêu rất sớm trước đã là Thanh Châu đệ nhất thiên tài, cũng cùng thánh giả giao thủ qua, càng đi qua trung thổ thần châu trong truyền thuyết, thực lực thâm bất khả trắc. Mà Dương Diệp, tuy quật khởi không đến 2 năm, nhưng danh tiếng cơ hồ đã vượt qua Lâu Thiên Tiêu. Bất kể là từng một mình đánh lên Thanh Đạo Môn, hay ở bên ngoài Vân Hải Thành một người đổ sát mấy chục vạn yêu thú, những sự tình này đều đủ để chứng minh thực lực khủng bố. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn dùng thực lực bán thánh chém giết thánh giả. Dùng thực lực bán thánh chém giết thánh giả. Cái này ở toàn bộ Thanh Châu, chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể nói, Dương Diệp là đệ nhất nhân. Hai yêu nghiệt như vậy muốn sâu lâu, không chỉ nhân tộc, ngay cả yêu tộc cũng nhẫn không được tới quan sát. Bởi vậy hôm nay Vân Tiêu Thành có thể nói là người ta tấp nập. Cũng may Vân Tiêu Thành đủ lớn, đương nhiên. Chủ yếu là bởi vì người đến cơ bản đều có chút thực lực, phải biết muốn từ các nơi của Thanh Châu đuổi tới Vân Tiêu Thành, không có chút thực lực là căn bản không có khả năng. Về phần những thế lực yếu, tự nhiên là không cách nào chạy đến. Vân Tiêu Điện. Lúc này ở trên Vân Tiêu Điện răng đèn kết hoa, khắp nơi đều dán chữ hỉ, không có bởi vì Dương Diệp sắp tới mà khẩn trương chút nào. Phía trước đại điện, là một quảng trường dài rộng gần ngàn dặm. Ở trung ương quảng trường, là một sân khấu chiếm diện tích khoảng chừng mấy ngàn trượng. Đây là bởi vì Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu muốn tỉ thí mà tạm thời kiến tạo ra đài luận võ. Ở bốn phía luận võ đài, là mấy ngàn thị vệ mặc khôi giáp màu vàng, tay cầm trường thương. Toàn bộ là bán thánh cao cấp, hơn nữa trên người mang theo khí tức lăng lệ ác liệt. Trên hư không, ở trong hư không vô tận, đứng một mỹ phụ, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn xa xa, rất nhanh, một trung niên xuất hiện. Yêu Hồ Vương, người tới ngược lại rất sớm. Tong niên nam tử cười nói. Mỹ phụ nhìn thoáng qua trung niên nam tử nói. Ma Sư Vương, đối với Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu này, người xem như thế nào? Ma Sư Vương trầm ngâm hồi lâu nói. Dương Diệp này, thân phận thần bí, về phần thực lực, bình tĩnh mà xem xét, kẻ này thực lực quả thực yêu nghiệt đến cực điểm. Tuy hắn chỉ là một bán thánh cao cấp, nhưng ở Thanh Châu chúng ta, ngoại trừ Tu La Vương, Vân Tiêu Thánh Điện còn có hai lão bất tử của Vô Cực Ma Tông, chỉ sợ không có một thánh giả nào có thể chiến thắng hắn. Ta không được, người cũng không được. Thật mạnh như vậy. Yêu Hồ Vương cau mày nói. Mãng tộc tộc trưởng bị hắn một kiếm miểu sát. Ma Sư Vương lạnh nhạt nói. Ta và ngươi xác thực mạnh hơn mãng tộc tộc trưởng, nhưng ngươi có thể miểu sát mãng tộc tộc trưởng sao? Yêu Hồ Vương có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không thể. Ma Sư Vương trầm giọng nói. Thực lực kẻ này, kỳ thật đã có thể so với một ít thiên tài của Trung Thổ Thần Châu. Đặc biệt là kiếm đạo của người này, ta không biết ở Trung Thổ Thần Châu tính toán trình độ gì, nhưng tại Thanh Châu chúng ta, coi như là tổ sư của cổ kiếm trai ở cái tuổi này, cũng không bằng hắn. Yêu Hồ Vương trầm ngâm hồi lâu nói. Lâu Thiên Tiêu thì sao? Người này, so với Dương Diệp càng thêm thần bí, cũng càng thêm đáng sợ. Ma Sư Vương trầm giọng nói. Vì sao? Yêu Hồ Vương nói. Dùng hệ thống tình báo của Vân Tiêu Thánh Điện, Lâu Thiên Tiêu không có khả năng không biết thực lực của Dương Diệp, mà ở dưới tình huống biết rõ, hắn y nguyên dám khiêu chiến Dương Diệp. Mà lão bất tử của Vân Tiêu Thánh Điện lại không ngăn cản, ngươi nói, lão bất tử kia cùng Lâu Thiên Tiêu là đầu bị cửa kẹp, còn vì yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Ma Sư Vương nói. Nghe vậy, Mỹ Phụ khẽ gật đầu nói. Nói cách khác, Dương Diệp kia căn bản không có hy vọng, đúng không? Yêu Hồ Vương, tựa hồ ngươi nghĩ Dương Diệp kia thắng. Ma Sư Vương nói. Cái này không đúng à, yêu hồ tộc ngươi, thiên hồ tộc còn có cuồng tượng tộc không phải đã cùng Vân Tiêu Thánh Điện triệt để đứng chung một chỗ sao? Hận Thiên không muốn gả cho Lâu Thiên Tiêu. Yêu Hồ Vương nói. Nói cũng đúng, tuy Lâu Thiên Tiêu là nhân trung long phượng, nhưng hắn lấy nữ nhân. Chẳng qua là muốn lợi dụng nữ nhân tới tăng lên thực lực. Nếu con gái của ngươi gả cho hắn, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Nhưng lúc này thiên hồ tộc cùng cuồng tượng tộc đã triệt để đứng ở bên Vân Tiêu Thánh Điện, dùng thực lực của thiên hồ tộc ngươi,
căn bản không cách nào chống lại Vân Tiêu Thánh Điện, cho dù tăng thêm ma sư tộc ta cũng không được. Ma sư vương nói, nhưng nếu Dương Diệp thật giết Lâu Thiên Tiêu thì sao? Yêu Hồ Vương đột nhiên nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ma sư vương nói, cho dù hắn có thể chiến thắng Lâu Thiên Tiêu, cũng căn bản không có khả năng giết Lâu Thiên Tiêu. Đừng quên, nơi này là Vân Tiêu Thánh Điện. Còn một điều, nghe đồn Lâu Thiên Tiêu ở Trung Thổ Thần Châu được truyền thừa cường đại, nếu như là thực, Dương Diệp kia chỉ sợ là một chút phần thắng cũng không có. Truyền thừa. Yêu Hồ Vương nói, ta cũng nghe qua, chỉ là không biết truyền thừa gì. Có thể lưu lại truyền thừa, liền ý nghĩa có chính thống, mà có thể được chính thống, ít nhất cũng là cường giả trên thánh giả. Mà ở Trung Thổ Thần Châu, cường giả trên thánh giả, kỳ thật thực lực chỉ sợ là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Mà nếu Lâu Thiên Tiêu đạt được cường giả loại này truyền thừa, thực lực chỉ sợ đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Ma sư vương trầm giọng nói. Tóm lại, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Thanh Châu sẽ thay đổi thời tiết. Hắn đến rồi. Yêu Hồ Vương đột nhiên nhìn về phía xa. Vân Tiêu Thành. Dương Diệp đến rồi. Trong thành, không biết ai giống lên một tiếng, lập tức, vô số người nhìn lại. Bên ngoài cửa thành, một nam tử mặc thanh y, lưng vác hộp kiếm màu xanh đang đi về phía Vân Tiêu Thành. Dương Diệp, người này là Dương Diệp, ta đã thấy hắn, chính là hắn lúc trước một kiếm chém giết thánh giả, lúc ấy thật sự là sáng mù mắt ta. Tuy không biết thực lực chân chính của hắn như thế nào, nhưng dám đến Vân Tiêu Thánh Điện cùng Lâu Thiên Tiêu quyết chiến, phần gan dạ này, cũng đủ để cho người bội phục. Phải biết, đây chính là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện a. Cái này là phong thái kiếm tu, kiếm nơi tay, không sợ không sợ. Bất kể như thế nào, hôm nay trận chiến này, chắc chắn danh truyền thiên cổ. Trên đài tỷ võ, nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, khóe miệng Lâu Thiên Tiêu nổi lên dáng tươi cười. Ở bên cạnh Lâu Thiên Tiêu có hai thanh niên nam tử bên trái mặc áo bào xanh, ánh mắt ở trên người Dương Diệp đánh giá thoáng một phát nói. Thiên Tiêu huynh, cái này là Dương Diệp, ta xem cũng không có gì xuất chúng a. Hổ nha, người cũng đừng xem thường hắn, hắn là chém giết qua thánh giả. Thanh niên bên phải cười nói. Thánh giả, khóe miệng hổ nha nổi lên khinh thường nói. Vân Tượng, người sợ thánh giả. Ba người chúng ta lưu lạc Trung Thổ Thần Châu, ai không giết qua thánh giả? Nam tử tên là Vân Tượng cười cười, không nói. Hổ nha cười lạnh nói. Buồn cười chính là Dương Diệp này, giết một thánh giả, liền cho là mình vô địch thiên hạ, quả nhiên là vô tri. Vô tri cũng không đáng sợ, nhưng sợ chính là mình không biết mình vô tri. Vân Tượng lạnh nhạt nói. Không làm thấp đi người này, thực lực của người này ở Thanh Châu, xác thực là không tệ. Mà ở Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi, nếu như nói còn có người có tư cách cùng Thiên Tiêu huynh chiến một trận, không phải người này không ai có thể hơn. Ta cảm thấy hắn cũng không có tư cách cùng Thiên Tiêu huynh chiến một trận. Để cho ta tới chứng minh, Hổ Nha nói xong, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa, rất nhanh, hắn chắn ở trước mặt Dương Diệp. Là Hổ Nha xếp hàng thứ nhất trong toàn vương, sao hắn ngăn Dương Diệp? Xem điệu bộ này là muốn cùng Dương Diệp trước tranh tài một hồi a. Hổ Nha nhận Lâu Thiên Tiêu làm đại ca, nói cách khác, thực lực người này không bằng Lâu Thiên Tiêu. Nếu như Dương Diệp ngay cả hắn cũng không thắng được, như vậy tỷ thí cũng không cần rồi. Thắng hẳn không có vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Hai người đều tà thiên tài, nếu quả thật chiến, chỉ sợ sẽ đánh một ngày một đêm. Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể nhìn xem thực lực chân thật của Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, nhìn Hổ Nha nói. Có việc, ta cảm thấy ngươi không có tư cách cùng Thiên Tiêu huynh chiến một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Hổ Nha cười nói. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là tránh ra. Dương Diệp nói. Hổ Nha chỉ mình nói. Giết ta, ngươi có thể đi qua. Dương Diệp khẽ gật đầu, mạnh mẽ rút kiếm, sau đó thu kiếm, trực tiếp vượt qua Hổ Nha, tiếp tục đi lên phía trước. Mà Hổ Nha lại sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không có ngăn cản Dương Diệp. Tất cả mọi người mộng rồi, khó hiểu nhìn Hổ Nha. Trên đài tỷ võ, hai mắt Lâu Thiên Tiêu nhíu lại, sau nửa ngày, khóe miệng của hắn nổi lên dáng tươi cười, nói khẽ. Như vậy mới có chút ý tứ. Xuy. Sau lưng Dương Diệp, Hổ Nha ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cả người phân thành hai nửa, máu tươi như suối phun.
Tĩnh, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hổ nha bị miểu sát rồi. Hồi lâu sau, có người nói một câu. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới dưới luận võ đài. Lâu Thiên Tiêu bao quát lấy Dương Diệp nói. Ngươi thật khiến ta có chút. Làm gì nói nhảm, ra, bây giờ chúng ta bắt đầu. Dương Diệp trực tiếp cắt đứt Lâu Thiên Tiêu nói, mạnh mẽ rút kiếm chém, kiếm minh vang lên, ý kiếm toái, kiếm khí ra. 90 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng, ngay cả thánh giả cũng không thể lấy mắt thường nhìn. Bọn hắn chỉ cảm nhận được một điểm quang điểm xuyên qua trên người Lâu Thiên Tiêu, sau đó Vân Tiêu Điện ở sau lưng Lâu Thiên Tiêu đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh. Thiên! Vân Tiêu Điện không có bị hủy, bởi vì chẳng biết lúc nào, bề ngoài Vân Tiêu Điện nhiều hơn một màn năng lượng hào quang, màn hào quang kia chặn kiếm khí của Dương Diệp. Bất quá lúc này màn hào quang che kín vết rạn, mà lúc này, không biết từ chỗ nào thổi tới một làn gió nhẹ. Một tiếng vang thật lớn. Màn hào quang ẩm ẩm vỡ vụn. Đương nhiên, lúc này không có người đi quản vòng phòng hộ của Vân Tiêu Điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lâu Thiên Tiêu. Huyền giả bình thường vẫn còn ở trạng thái mộng bức, bởi vì bọn hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Mà cường giả thánh giả cảnh thì thần sắc ngưng trọng lên, một kiếm này, coi như là bọn hắn, cũng không có tin tưởng ngăn cản. Một kiếm này, có thể chu thánh. Nhưng lúc này ánh mắt chúng thánh lại không rơi vào trên người Dương Diệp, mà rơi vào trên người Lâu Thiên Tiêu. Bởi vì Lâu Thiên Tiêu không có sự tình. Yên lặng một cái chớp mắt, Lâu Thiên Tiêu đột nhiên cười nhẹ nói. Dương Diệp, một kiếm này của ngươi so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Ngươi xem, Vân Tiêu Điện chúng ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi phá hủy, phải biết rằng, lồng năng lượng của Vân Tiêu Điện có thể thừa nhận được tối thiểu 5 tên thánh giả liên thủ công kích. Hôm nay lại bị ngươi một chiêu phá hủy. Bản năng pháp tắc trong truyền thuyết. Trên hư không, thần sắc của kiếm vô trần vô cùng ngưng trọng. Bản năng pháp tắc. Một gã thánh giả sau lưng kiếm vô trần khó hiểu hỏi. Kiếm vô trần hít sâu một hơi nói. Pháp tắc này ta cũng chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay gặp được. Pháp tắc này chỉ có một công hiệu, chính là tăng bản năng lên tới cực hạn. Giải thích đơn giản một chút. Nếu tay của chúng ta chạm vào lửa, sẽ bản năng rụt về. Pháp tắc này, chỉ cần bất lợi cho hắn, hắn đều có thể ở trước tiên cảm ứng được, hơn nữa bản năng làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với mình. Nói đến đây, kiếm vô trần dừng một chút, sau đó trầm giọng nói. Người có được pháp tắc như thế, có lẽ đã dựng ở thế bất bại. Trừ khi đối thủ của hắn có thực lực áp đảo, bằng không thì. Nghe vậy, thần sắc mọi người đều chìm xuống. Phía dưới, Dương Diệp nhìn Lâu Thiên Tiêu hồi lâu, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào trên đài tỷ võ nói. Không thể không nói, ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Ta cũng vậy. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Bất quá với ta mà nói, đây là kinh hỉ. Dương Diệp nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân những người trước Vân Tiêu Điện. Ở bên trái, là 15 lão giả mặc trường bào màu trắng, ở trước 15 lão giả, đứng hai trung niên khôi ngô. Toàn bộ là cường giả thánh giả cảnh. Trong hai trung niên khôi ngô, người bên trái cực kỳ tương tự hổ nha, lúc này đối phương đang giữ tợn nhìn hắn. Mà ở bên phải đại điện chỉ có một lão giả áo lục, lão giả mặt hèn mọn bỉ ổi, mắt mang dâm tục, ánh mắt không ngừng đánh giá các nữ tử. Khi phát hiện Dương Diệp nhìn về phía hắn, lão giả lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, người này cho hắn cảm giác không thoải mái, cũng cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhìn đối phương thật sâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong nội tâm âm thầm tự định giá, lúc này, bên Vân Tiêu Thánh Điện cũng đã có 18 tên thánh giả, mà đây nhất định còn không phải thực lực chân chính của Vân Tiêu Thánh Điện. Vì sao không thấy người Vô Cực Ma Tông? Dương Diệp nhíu mày, không có nhìn thấy bất luận người Vô Cực Ma Tông nào, theo đạo lý, lúc này Vô Cực Ma Tông nhất định sẽ phải người đến đấy. Còn nữa, sau khi hắn đi tới Bắc Giới, người Vô Cực Ma Tông cũng không có phải bất luận kẻ nào liên hệ, cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ Vô Cực Ma Tông xuất hiện biến cố gì? Sau nửa ngày, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua luận võ đài nói. Tại đây, chỉ sợ không chịu nổi chúng ta chiến đấu. Đương nhiên không chịu nổi. Lúc này, tên lão giả áo lục đột nhiên cười hắc hắc. Tuy ngươi rất yếu, nhưng muốn nghiền nát không gian ở đây.
vẫn có thể dễ dàng làm được. Nói xong, lão giả áo lục thò tay tìm tòi, sau đó mãnh liệt nắm chặt, không gian trên đài tỷ võ lập tức xảy ra biến hóa rất nhỏ. Lão giả áo lục thu tay lại nói. Hiện tại, 10 cái ngươi cũng phá không được không gian trên đài, không tin thử xem. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo lục, sau đó oanh ra một quyền. Một tiếng nổ vang, vốn có thể đơn giản chấn vỡ không gian, lúc này vậy mà phòng thủ kiên cố, ngay cả một tia rung động cũng không có. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo lục, lão giả kia lại khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Lâu Thiên Tiêu nói. Thiên Tiêu, giải quyết nhanh đi, nơi này của các ngươi, thật sự là rác rưởi, không chỉ linh khí mỏng manh, nữ nhân xinh đẹp cũng không nhiều, ta thật sự là không muốn tiếp tục chờ đợi. Sẽ không để cho Lục lão chờ lâu. Lâu Thiên Tiêu nói xong, nhìn về phía Dương Diệp nói. Động thủ đi, để cho thế nhân nhìn xem thực lực của Dương Diệp của ngươi, bằng không thì, ta sợ ngươi không có cơ hội. Như người mong muốn. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, tay khẽ động, man thần kiếm xuất hiện, sau đó cả người mãnh liệt bắn ra, man thần kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Nhưng thời điểm man thần kiếm vừa tới đỉnh đầu Lâu Thiên Tiêu, Lâu Thiên Tiêu liền quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, Lâu Thiên Tiêu vỗ vào sau lưng Dương Diệp một chưởng. Một tiếng trầm đục, không gian khẽ run lên, nhưng Dương Diệp đã biến mất. Lúc này, cái bóng sau lưng Lâu Thiên Tiêu nhúc nhích, sau đó một thanh kiếm mang theo hàn quang mạnh mẽ đâm tới gáy Lâu Thiên Tiêu. Nhưng đạo hàn quang kia vừa tới gần gáy, Lâu Thiên Tiêu phảng phất như có mắt sau lưng, đầu lệch qua, tránh thoát một kiếm chí mạng của Dương Diệp, cùng lúc đó, hắn lui về sau, gần sát Dương Diệp, sau đó tay phải mạnh mẽ chĩa vào bụng đối phương. Nhưng đúng lúc này, kiếm giáp trên người Dương Diệp mạnh mẽ bộc phát ra, vô số đạo kiếm quang bao phủ Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp bị chấn lui, đưa mắt nhìn lại, khi thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử hắn lập tức co rụt lại. Bởi vì kiếm giáp hóa thành mảnh vỡ. Kiếm giáp bị hủy. Cái giáp này của ngươi ngược lại không tệ, công thủ đều đủ, bất quá đáng tiếc, vẫn không đủ mạnh. Lâu Thiên Tiêu nói xong, bước ra một bước, chỉ một bước, nhưng hắn lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một chưởng chụp về phía Dương Diệp. Một chưởng này, phảng phất như mang theo lực lượng thần bí nào đó, làm cho khí tức sát lục của Dương Diệp mạnh mẽ nhảy dựng. Dương Diệp không dám khinh thường, trường kiếm trong tay chuyển đổi thành man thần kiếm. Sau đó nắm man thần kiếm đâm tới. Kiếm trưởng tương giao. Một tiếng vang thật lớn, không gian chung quanh hai người run lên kịch liệt, ở trong ánh mắt mọi người, hai người từng người lui về sau tầm 10 bước. Trong mắt Lâu Thiên Tiêu hiện lên kinh ngạc nói. Lực lượng thân thể mạnh cũng thôi, không nghĩ tới người khống chế lực lượng vậy mà đạt đến loại trình độ này. Không thể không nói, người thật làm cho ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, như vậy càng thêm thú vị. Bằng không thì, tùy tùy tiện tiện giải quyết ngươi, không khỏi quá nhàm chán a. Vì cái gì luôn muốn một bộ khoan dung nhỉ? Hai tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, Hoàng Tuyền kiếm, Bích Lạc kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Ta thật sự có chút không quen nhìn bộ dạng của ngươi, chúng ta làm người, không thể khiêm tốn một chút, ít xuất hiện một chút sao? Ngươi xem ta, tuy ta cũng hiểu được ta rất lợi hại, nhưng ta vẫn luôn ít xuất hiện tầm người, chỉ có điều sự tình ta làm có chút cao điều mà thôi. Ngươi thật sự muốn chết nhanh như vậy? Lâu Thiên Tiêu nói. Có thể đừng nói nhảm không? Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, trong chốc lát, Hoàng Tuyền kiếm cùng Bích Lạc kiếm trên tay hắn bắt đầu run lên. Sau một khắc, toàn bộ đại địa đột nhiên tuôn ra vô số năng lượng màu vàng đất, những năng lượng màu vàng đất này liên tục không ngừng tràn vào Hoàng Tuyền kiếm. Cùng lúc đó, ở phía chân trời, không biết từ đâu tràn ra rất nhiều năng lượng màu trắng. Những năng lượng này liên tục không ngừng tràn vào Bích Lạc kiếm trong tay hắn. Đại địa chi lực, thương khung chi lực. Trong hư không, Yêu Hồ Vương nhíu mày. Có hai loại lực lượng gia trì, hắn thi triển bất luận kiếm kỹ gì, uy lực kia chỉ sợ cũng sẽ tăng lên mấy lần. Ngươi đã muốn chết sớm, ta thành toàn ngươi. Lâu Thiên Tiêu nói xong, bước ra một bước, bàn tay có chút xoay tròn, trong chốc lát, toàn bộ không gian trên đài tỷ võ rung động kịch liệt. Sau đó một cỗ khí tức hủy diệt xuất hiện, cỗ khí tức này làm cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Đây là huyền kỹ chuẩn đế cấp của Vân Tiêu Thánh Điện, đại hủy diệt thuật. Trương Hư Không, đồng tử của Yêu Hồ Vương co rụt tại. Không nghĩ tới hắn tu luyện thành rồi. Một chiêu quyết thắng thua,
hay là mới vừa bắt đầu? Trong hư không, Ma Sư Vương trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Lâu Thiên Tiêu đối diện hắn mạnh mẽ đánh ra một chưởng. Một kích giết ngươi. Lâu Thiên Tiêu sâm lãnh nói. Thanh âm rơi xuống, một bàn tay màu đen xuất hiện. Bàn tay màu đen xuất hiện, không gian chung quanh hai người lập tức nổ ra. Lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên hợp lại, hai thanh kiếm trong tay hắn dung hợp thành một, sau đó tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, cổ sao xuất hiện, kiếm vào vỏ, sau một khắc mạnh mẽ rút ra. Kiếm minh vang vọng, 100 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Ở dưới hai loại lực lượng gia trì xuống, Dương Diệp thi triển ra 100 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Oanh! Kiếm khí ra, không gian chung quanh Dương Diệp lập tức sụp xuống, trong ánh mắt tất cả thánh giả, kiếm khí của Dương Diệp nhanh như tốc độ ánh sáng đã va chạm với bàn tay đen kịt của Lâu Thiên Tiêu. Trong nháy mắt hai bên va chạm với nhau, sắc mặt lão giả áo xanh bên cạnh biến hóa, hai tay của hắn vươn về phía trước, không gian mấy ngàn trường chung quanh Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu đang sụp đổ lập tức khôi phục nguyên trạng, cùng lúc đó không gian chung quanh hai người càng chắc chắn hơn trước. Oanh! Kiếm khí va chạm với bàn tay màu đen, sau đó có một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, sau đó cả hai rung động mạnh, yên lặng một chớp mắt, cả hai cùng nổ tung trong ánh mắt mọi người. Oanh! Một cổ khí lãng năng lượng kinh khủng mạnh mẽ khuếch tán ra chung quanh, không gian trên lôi đài tỉ thí cũng vỡ nát, người nào nhìn thấy cũng sợ hãi. Sắc mặt lão giả áo xanh cực kỳ khó coi, trước kia hắn nói 10 Dương Diệp cũng không phá được không gian mà hắn gia trì, mà bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết. Hắn sai rồi. Lão giả áo xanh hừ lạnh một tiếng, hai tay vươn ra lần nữa, sau đó không gian trên đài tỷ võ hợp lại, trong chốc lát, không gian trên đài tỷ võ lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, hắn không có dừng lại, mà là không ngừng ra chỉ không gian trên võ đài. Trên đài tỷ võ. Bởi vì bốn phía quanh võ đài bị phong tỏa, bởi vậy, năng lượng vẫn điên cuồng tàn sát khắp nơi. Nhưng Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu lại không quan tâm năng lượng khủng bố chung quanh. Khi kiếm khí cùng bàn tay màu đen vỡ vụn, hai người đều lao nhanh về phía đối phương, cả hai cùng đại chiến với nhau. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, hai người cũng bắt đầu chính thức chăm chú. Tuy rất nhiều người đều nơi này không thấy rõ hai người giao thủ, nhưng lại có thể cảm nhận được hai người khủng bố, bởi vì không gian trên đài tỷ võ thỉnh thoảng rung động rất mạnh. Nhìn hai người kịch chiến với nhau. Sắc mặt tất cả thánh giả có mặt đều ngưng trọng, ở trong đó kể cả thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Sự thật chứng minh, Dương Diệp không yếu hơn bọn họ. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu đã tiến vào trạng thái vật lộn. Lâu Thiên Tiêu có được bản năng pháp tắc, hắn sớm có dự cảm với nguy hiểm, hơn nữa dự cảm có thể giúp bản năng đưa ra lựa chọn tốt nhất, mà Dương Diệp có thân thể cường đại, cho dù là Lâu Thiên Tiêu cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Tăng thêm hắn có ý thức chiến đấu siêu cường, lại có kiếm ý hư vô cảnh áp chế, bởi vậy, hai người kịch chiến gần một giờ nhưng không ai chiếm được tiện nghi. Nửa canh giờ sau, keng, trong tràng, đột nhiên có âm thanh kim loại đứt vỡ vang lên. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Dương Diệp lui nhanh về phía sau, sau đó hắn lui về góc võ đài. Khi nhìn thấy tình huống của Dương Diệp, sắc mặt đám người kiếm vô trần trên hư không thay đổi. Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp đã bị cắt thành hai đoạn, mà trước ngực Dương Diệp đã có thêm lỗ máu lớn. Mà lúc này, trong tay Lâu Thiên Tiêu đối diện Dương Diệp lúc này xuất hiện một thanh trường thương màu vàng. Dương Diệp nhìn thanh kiếm đứt gãy trong tay mình, sau đó nhìn về phía trường thương trong tay Lâu Thiên Tiêu, nói. Liệt Thiên, tại sao nó nằm trong tay của ngươi? Trong tay Lâu Thiên Tiêu đang cầm Liệt Thiên của An Nam Tĩnh. Mà lúc này, Liệt Thiên đã không còn là tiên giai. Liệt Thiên lúc này ít nhất cũng là thần giai thượng phẩm, hoặc là nói, nó giống như Táng Thiên, thuộc về chuẩn đế giai. Ngươi lại biết thương này. Trương mắt Lâu Thiên Tiêu sinh ra một tia kinh ngạc. Tại sao nó nằm trong tay ngươi? Sắc mặt Dương Diệp dần dần biến thành dữ tợn. Liệt Thiên là vũ khí của An Nam Tĩnh, mà An Nam Tĩnh tuyệt đối sẽ không giao vũ khí này cho Lâu Thiên Tiêu. Trừ phi An Nam Tĩnh không còn nữa. Nghĩ vậy. Khí tức trên người Dương Diệp tập tức cuồng bạo, hắn vẫn áp chế, không để cho mình mất đi lý trí. Chủ nhân trước kia của nó không còn dùng nó, cho nên, ta mượn dùng. Thương này thật không tệ. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Thậm chí kiếm thần giai thượng phẩm cũng bị nó phá vỡ dễ dàng. An Nam Tĩnh đâu? Hai tay Dương Diệp nắm chặt.
Ngươi nhận biết nàng. Đôi mắt Lâu Thiên Tiêu híp lại. Không nói đúng không, ta đánh tới khi người nói. Dương Diệp quát lớn, hắn lại lao tới lần nữa, lúc này đây, hắn đã không dùng kiếm nữa, mà là dùng nắm đấm. Buồn cười. Lâu Thiên Tiêu cười anh một tiếng, hắn đang muốn động thủ, lúc này, hai lực lượng vô hạn bao phủ lấy hắn. Kiếm vực cùng kiếm ý hư vô cảnh. Dựa vào kiến thức của hắn liền biết đó là lực lượng gì. Bị hai lực lượng này áp chế, làm cho động tác của Lâu Thiên Tiêu dừng lại, vào lúc hắn vừa dừng lại, nắm đấm của Dương Diệp đã đấm vào ngực của hắn. Bành! Trong ánh mắt của mọi người, Lâu Thiên Tiêu bị đánh lùi về phía sau liên tục. Ngay lúc Dương Diệp thừa thắng xông lên, liệt thiên trong tay Lâu Thiên Tiêu đâm tới, một đạo thương bắn tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh, hắn xuất ra một quyền, đạo thương mang kia bị đánh tan. Mà lúc này, Lâu Thiên Tiêu đang lui lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, liệt thiên trong tay hắn mang theo lực lượng khủng bố đâm thẳng vào ngực của hắn. Liệt thiên quá mức khủng bố, Dương Diệp không dám chọi cứng, hắn phải đạp mạnh vào mặt đất để xoay tròn, làm cho liệt thiên xẹt qua phần bụng của hắn, mà lúc này, hắn đã tới gần Lâu Thiên Tiêu, không chút chần chờ, hắn đấm thẳng vào đầu của Lâu Thiên Tiêu, quyền ra, không gian khẽ run rẩy. Thấy nắm đấm của Dương Diệp tới gần, sắc mặt Lâu Thiên Tiêu biến hóa, hắn hiện tại không lựa chọn trốn tránh, tay trái nắm chặt thành quyền, sau đó hắn xuất quyền ngăn cản Dương Diệp tấn công. Oanh! Hai quyền chạm nhau, không gian chung quanh hai người rung động một hồi, sau đó hai người lùi về phía sau hơn 10 bước. Dương Diệp không xông lên, hắn nhìn tay phải của mình, lúc này, nắm đấm của hắn đã huyết nhục mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Lâu Thiên Tiêu, trên hai tay Lâu Thiên Tiêu đã mang theo bao tay màu đỏ. Lâu Thiên Tiêu tươi cười, nói. Dương Diệp, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thần trang, hai bao tay của ta tên là Cuồng Chiến Quyền Sáo, thần giai thượng phẩm, ta đoạt được tại Trung Thổ Thần Châu, có thể gia tăng lực lượng người sử dụng lên rất lớn, hơn nữa còn có thể bắn ngược 30% lực lượng của đối thủ. Có thể nói, đây là... Đánh thì đánh, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dương Diệp vừa dứt lời, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã tới trước mặt Lâu Thiên Tiêu, sau đó hắn xuất quyền đấm vào ngực của Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu cười lạnh, hắn không sử dụng liệt thiên đối phó Dương Diệp, mà là sử dụng nắm đấm ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Thời điểm hai người va chạm với nhau, nắm đấm của Dương Diệp buông ra, sau đó trực tiếp né tránh nắm đấm của Lâu Thiên Tiêu, hắn đấm vào ngực của Lâu Thiên Tiêu, nắm đấm của Lâu Thiên Tiêu cũng đánh vào ngực của Dương Diệp. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp lui về phía sau 10 trượng mới dừng lại. Nhưng mọi người không có nhìn Dương Diệp, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người của Lâu Thiên Tiêu. Trong ánh mắt của mọi người, quần áo trên người Lâu Thiên Tiêu đang chậm rãi biến mất. Là tiêu vong pháp tắc. Trong tràng, không biết thánh giả nào kinh hãi nói ra một câu. Lâu Thiên Tiêu cúi đầu nhìn quần áo của mình biến mất, trong mắt đã có một tia thần sắc. Rất nhanh, quần áo của hắn biến mất, nhưng dưới quần áo là một cái giáp màu vàng, sau khi tiêu vong chi lực va chạm với áo giáp, trên áo giáp tỏa ra ánh sáng tím kia đã ngăn cản tiêu vong chi lực. Nhanh cởi Tử Kim Nhuyễn Giáp. Lúc này, đột nhiên lão giả áo xanh quát lớn. Lâu Thiên Tiêu không dám chần chờ, tâm niệm vừa động, Tử Kim Nhuyễn Giáp lập tức bay ra khỏi người hắn. Nó vừa bay ra ngoài, Tử Kim Nhuyễn Giáp đã trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Lâu Thiên Tiêu càng khó nhìn, Tử Kim Nhuyễn Giáp của hắn chính là bảo vật thần giai thượng phẩm đấy. Mà lúc này, Dương Diệp bị đẩy lùi biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu vừa muốn tránh né, kiếm vực cùng kiếm ý hư vô cảnh đã xuất hiện ở giữa sân, cũng đánh lên người của hắn, việc này làm cho Lâu Thiên Tiêu hơi dừng lại. Vào lúc này, Man Thần Kiếm trong tay Dương Diệp nện thẳng lên người Lâu Thiên Tiêu. Một tiếng trầm đục vang lên, Lâu Thiên Tiêu bị đánh bay ra ngoài, nhưng khi hắn bay ra xa, Dương Diệp lại lao tới, hắn lại dùng kiếm nện vào đầu của Lâu Thiên Tiêu, nếu như một kiếm này đập trúng, đầu của Lâu Thiên Tiêu sẽ nổ tung. Lâu Thiên Tiêu vừa muốn né tránh, nhưng kiếm vực cùng kiếm ý áp chế thân thể Lâu Thiên Tiêu, cho nên đầu của Lâu Thiên Tiêu muốn né tránh cũng chậm lại. Đồng tử của Lâu Thiên Tiêu co rụt lại, nhưng đúng lúc này, đột nhiên Man Thần Kiếm trong tay Dương Diệp hơi dừng lại. Lâu Thiên Tiêu nắm lấy cơ hội thoát đi hơn trăm trượng. Dương Diệp không có đuổi theo, ánh mắt hắn nhìn sang lão giả áo xanh, mà lúc này, lão giả áo xanh cười lạnh nhìn hắn.
Dương Diệp cười lạnh, nói. Buồn cười đến cực điểm. Một kiếm lúc trước có thể chém giết Lâu Thiên Tiêu, chính lão giả này ra tay ngăn cản. Đối phương làm rất bí mật cho nên không người nào nhận ra. Lão giả áo xanh không có để ý Dương Diệp, hắn nhìn về phía Lâu Thiên Tiêu, nói. Đừng lãng phí thời gian, quyết chiến cuối cùng đi. Lâu Thiên Tiêu khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, trong mắt hắn mang theo thần thái dữ tợn. Trước kia, hắn hai lần bị giết. Lần thứ nhất là khi Dương Diệp dùng tiêu vong pháp tắc, nếu như không phải hắn mặc tử kim nhuyễn giáp, cho dù hắn không chết cũng tàn phế. Lần thứ hai là một kích chí mạng của Dương Diệp. Dương Diệp, ta cho ngươi biết ngươi yếu như thế nào. Lâu Thiên Tiêu quát lớn. Hắn vừa dứt lời, một đạo khí thế khủng bố sinh ra trong cơ thể Lâu Thiên Tiêu, sau khi khí thế này xuất hiện, không gian phong tỏa hai người đã vỡ vụn. Thánh giả. Lâu Thiên Tiêu là thánh giả. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người giật mình. Thánh giả. Lâu Thiên Tiêu là thánh giả. Người trong Vân Tiêu Thành rung động. Phẩy. Đương Kim Thanh Châu, thánh giả nào không phải tu luyện trên ngàn năm. Dù cho thiên tài nhất cũng phải tu luyện mấy trăm năm. Mà Lâu Thiên Tiêu mới hơn 20 tuổi. Chỉ có một giải thích. Trời sinh thánh nhân. Lâu Thiên Tiêu là trời sinh thánh nhân. Giờ khắc này, cả Vân Tiêu Thành sôi trào, đặc biệt là người thuộc về Vân Tiêu Thành, còn có những huyền giả của Vân Tiêu Điện. Giờ phút này, bọn họ đều hoan hô. Thánh giả, ha ha, Tiểu Điện chủ là thánh giả, trong lịch sử Thanh Châu chúng ta đến nay, hắn là người đầu tiên thành thánh giả dưới 30 tuổi. Không nghĩ tới Tiểu Điện chủ che giấu sâu như vậy, trời sinh thánh nhân, ha ha, hôm nay, những chiến tích lúc trước của Dương Diệp đã biến thành cái rắm trước mặt Thiếu Điện chủ. Dương Diệp, trước mặt Thiếu Điện chủ, hắn tính là cái gì? Hắn chỉ là dế nhũi xuất hiện trong góc nào đó mà thôi, giết một ít người, có một chút thực lực liền cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Loại người này, quả nhiên vừa buồn cười lại đáng buồn. Hắn đã từng chém giết thánh giả. Theo tin tức ta nhận được, Thiếu Điện chủ đã từng chém giết qua, mà hôm nay, Thiếu Điện chủ đã là thánh giả. Dương Diệp hắn có thể vượt cấp khiêu chiến Tiểu Điện chủ. Đừng nói giỡn, hiện tại, ta dám cam đoan, Tiểu Điện chủ muốn giết hắn không dùng tới 10 chiêu. Trên hư không, Yêu Hồ Vương khẽ lắc đầu, nói. Thắng bại đã định. Đã sinh ra Lâu Thiên Tiêu, sao lại sinh Dương Diệp? Hắn và Lâu Thiên Tiêu cùng thuộc Thanh Châu, đó là bất hạnh của Dương Diệp. Bên cạnh Yêu Hồ Vương, Ma Sư Vương lắc đầu, nói. Trên hư không. Khi nhìn thấy Lâu Thiên Tiêu không che giấu thực lực của chính mình, sắc mặt đám người Kiếm Vô Trần âm trầm tới cực điểm. Dương Diệp có thể vượt cấp giết thánh giả, nhưng phải xem đối tượng là ai. Lâu Thiên Tiêu không có thành thánh, Dương Diệp không làm gì được hắn, mà hôm nay, Lâu Thiên Tiêu thành thánh, Dương Diệp làm sao trở thành đối thủ của hắn. Không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Dương Diệp. Kiếm Vô Trần trầm giọng nói. Nghe vậy, sáu người cổ chân nhân sau lưng Kiếm Vô Trần đều gật đầu. Phía dưới, trên đài tỷ võ. Nhìn thấy Lâu Thiên Tiêu là thánh giả, sắc mặt Dương Diệp biến thành âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Lâu Thiên Tiêu là thánh giả. Thánh giả siêu thoát thiên địa, có thể tự do điều động thiên địa linh khí bổ sung cho đan điền liên tục, trừ việc đó ra, thánh giả có thể điều động khí thế thiên địa đối địch, nói cách khác, kiếm vực cùng kiếm ý hư vô cảnh của hắn hiện tại không có hiệu quả nhiều với đối phương. Trừ việc này ra, sau khi đạt tới thánh giả có thể lĩnh ngộ đủ loại thần thông thuộc về thánh giả, nói tóm lại, thực lực Lâu Thiên Tiêu bây giờ đã mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần. Xa xa, Lâu Thiên Tiêu hít sâu một hơi, sau đó tay phải của hắn vung nhẹ tên, trong chốc lát, cả không gian cũng vặn vẹo theo hai tay của hắn. Lâu Thiên Tiêu tham am nhìn tay phải của mình, nói. Đúng là lực lượng làm người ta say mê. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ yếu thế nào? Nói xong, tay phải của hắn vung mạnh về phía Dương Diệp. Bàn tay rơi xuống, một bàn tay màu đen xuất hiện đập thẳng vào người Dương Diệp. Đại hủy diệt thuật. Lúc này đại hủy diệt thuật đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, tốc độ cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bàn tay chưa tới một giây đã đánh trúng Dương Diệp. Oanh! Trường ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, đã bị hàng rào do lão giả áo xanh ra cố đỡ được. Bành! Dương Diệp đâm vào hàng rào không gian, cả không gian run lên, Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, Dương Diệp lại rơi xuống võ đài.
Lúc này, quần áo trên người hắn hóa thành tro tàn, trên ngực hắn là dấu tay màu đen, dấu tay này sâu 10 tấc, nói cách khác, dấu tay này đã đánh xuyên qua ngực hắn. Không chỉ có như thế, dấu tay không ngừng ăn mòn ngực của hắn, cũng may huyền khí màu tím chữa trị nên miệng vết thương không tan rộng. Nhìn thấy Dương Diệp trúng một kích nặng như thế, các huyền giả của Vân Tiêu Thánh Điện tại hoan hô thật to. Trên đài tỷ võ, Lâu Thiên Tiêu cũng không có thừa thắng xông lên, hắn nhìn Dương Diệp, cười nói. Dương Diệp, ta rất thưởng thức ngươi đấy. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, đi theo ta, ta có thể không giết ngươi. Dương Diệp, ngươi phải hiểu được, thần phục Lâu Thiên Tiêu ta, đối với ngươi mà nói, cũng không phải sỉ nhục. Dương Diệp nhìn miệng vết thương trước ngực đang được huyền khí màu tím chữa trị, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâu Thiên Tiêu, nói. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Lâu Thiên Tiêu cười lạnh, nói. Trong tất cả cường giả tại Thanh Châu, kể cả thánh giả, có thể thắng ta, không cao hơn 3 người. Dương Diệp, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hiện tại, ngươi và ta đã không cùng cấp độ. Dương Diệp cười khẽ, nói. Ngươi nói đúng, chúng ta thật sự không cùng cấp độ. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Dương Diệp biến mất, nói. Ta chưa bao giờ xem Lâu Thiên Tiêu ngươi như đối thủ chân chính, ta không nói nhảm nhiều, một kích phân thắng thua đi. Vừa dứt lời, thân thể của Dương Diệp đã biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở trên đỉnh đầu của Lâu Thiên Tiêu, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đã xuất quyền tấn công Lâu Thiên Tiêu. Lực lượng không tệ, nhưng so lực lượng thân thể với ta hiện tại là chuyện phi thường buồn cười. Nếu ngươi thích chết như thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lâu Thiên Tiêu nói xong, hắn muốn động thủ, đúng lúc này, trong Vân Tiêu Đại Điện có tiếng nói lo lắng vang lên. Mau lui lại. Nghe thấy giọng nói này, Lâu Thiên Tiêu hơi sững sờ, bởi vì giọng nói này là của phụ thân hắn. Chẳng lẽ một quyền của Dương Diệp có chỗ huyền diệu gì sao? Đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của Dương Diệp đã tới đỉnh đầu của hắn. Bởi vì phụ thân hắn nhắc nhở, Lâu Thiên Tiêu không dám chủ quan khinh địch, hắn lại thi triển ra đại hủy diệt thuật. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, nắm đấm của Dương Diệp va chạm với bàn tay màu đen. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người hóa đá. Bởi vì bàn tay màu đen của Lâu Thiên Tiêu như tuyết mỏng gặp nắng nóng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lâu Thiên Tiêu kinh hãi gần chết, bản năng pháp tắc nói cho hắn biết, lúc này nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nhưng hắn lại không có năng lực tránh né. Loại tình huống này có ý nghĩa hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh. Lâu Thiên Tiêu hoảng hốt, vào thời khắc nguy cấp, hắn bất chấp dựa vào bản năng pháp tắc, khí tức thánh giả khủng bố bộc phát, hắn ra tay ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, dùng Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ từng khúc, rất nhanh, không gian mấy ngàn trượng nội sụp đổ, hơn nữa còn không dừng lại. Nó còn sụp đổ và lan ra xa hơn. Trong Vân Tiêu Thành, tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Ngay cả lão giả áo xanh cũng khiếp sợ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới một quyền của Dương Diệp đạt tới loại trình độ này. Một quyền này, chính hắn cũng không đỡ được. Khi không gian sụp đổ rất nhanh, một lão giả tóc bạc xuất hiện vung tay áp chế. Mà lúc này, trên phế tích võ đài, mọi người nhìn thấy Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu. Lúc này, hai tay của Lâu Thiên Tiêu đã biến mất, hắn ngồi bệt trên phế tích, yết hầu của hắn có thanh kiếm của Dương Diệp đặt ngang. Lâu Thiên Tiêu bại. Tất cả mọi người lập tức hóa đá, đặc biệt là những huyền giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Sắc mặt Lâu Thiên Tiêu tái nhợt, trong mắt vẫn chưa tin mình đã bại. Trên hư không, Yêu Hồ Vương cùng Ma Sư Vương cùng Lâu Thiên Tiêu, trong mắt còn mang theo hoảng hốt. Lực lượng của hắn gia tăng ít nhất 30 lần, không chỉ như thế. Hắn có thể khống chế lực lượng cường đại tới mức này, người này thật khủng bố. Yêu Hồ Vương đồng ý gật đầu. Trong hư không gần đó, rốt cuộc đám người Kiếm Vô Trần thở ra một hơi, nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người biến thành ngưng trọng, bởi vì lúc này, nếu như Dương Diệp giết Lâu Thiên Tiêu, sự việc lần này quá khó giải quyết. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp nhìn lão già tóc bạc trên không trung, nói. Ta muốn gặp An Nam Tĩnh. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Lão già tóc bạc nói. Xuy. Chân phải của Lâu Thiên Tiêu đã tách ra khỏi cơ thể, Lâu Thiên Tiêu muốn kêu gào thảm thiết nhưng hắn đã áp chế tại. Đôi mắt lão già tóc bạc híp lại, trong mắt có sát ý. Còn muốn ta nói lần thứ hai hay không? Dương Diệp nhìn thẳng lão già tóc bạc.
Nhìn Dương Diệp hồi lâu, lão già tóc bạc nói. Mang An Nam Tĩnh ra đây. Rất nhanh, An Nam Tĩnh xuất hiện ở giữa sân. Nhưng lúc, An Nam Tĩnh không phải tự mình đi, mà là ngồi trên một chiếc xe lăn bị đẩy ra, trọng yếu nhất là, hai tay của An Nam Tĩnh đã biến mất. Dương Diệp ngây người, sau một khắc, Dương Diệp mang theo Lâu Thiên Tiêu đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, hắn vung tay phải lên, một bóng người nào đen xuất hiện sau đó khống chế Lâu Thiên Tiêu. Hắn đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, lúc này, An Nam Tĩnh cũng đang nhìn hắn. Ngươi tới. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp không nói gì, hắn ngồi xổm trước mặt An Nam Tĩnh, hắn vươn tay đặt lên chân An Nam Tĩnh, hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, rung giọng nói. Tay mất, kinh mạch toàn thân vỡ nát, kinh mạch toàn thân vỡ nát. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Mục Hàn San bên cạnh An Nam Tĩnh, nói. Ngươi đã nói, nàng không có việc gì, ngươi đã nói. Mục Hàn San cúi đầu, trầm mặc một lát, nói. Thể chất nàng đặc thù, thích hợp tu luyện âm sát huyền khí mà Lâu Thiên Tiêu cần, nhưng nàng không có đáp ứng, còn kém giết Lâu Thiên Tiêu. Bởi vậy, bị phụ thân Lâu Thiên Tiêu là Lâu Thiên Vân phế bỏ hai tay và kinh mạch, sau đó cưỡng ép gieo công pháp âm sát huyền khí mà Lâu Thiên Tiêu cần vào người. Hôm nay, huyền khí trong cơ thể nàng đã khác, ngày âm sát huyền khí thành thục, nếu ngươi không đến, ta và nàng sẽ bị Lâu Thiên Tiêu thái bổ như đỉnh lô. Nói đến đây, Mục Hàn San lại nói. Âm sát huyền khí chí âm chí hàn, nàng bị tổn thương nguyên khí căn bản, sống không quá hôm nay. Có thể gặp ngươi, đã tốt lắm rồi. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp nhắm mắt lại, hồi lâu, hắn mở mắt ra, hắn duỗi tay vuốt ve đôi má An Nam Tĩnh, cười nói. Chúng ta về nhà. Bảy đạo kiếm quang xẹt qua, bọn người kiếm vô trần xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cổ chân nhân đề phòng. Đã vận chuyển huyền khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bởi vì bốn phía quanh bọn họ chính là 17 tên thánh giá của Vân Tiêu Thánh Điện. Chúng ta đi. Kiếm vô trần nói. Dương Diệp đứng dậy hôn nhẹ lên trán của An Nam Tĩnh, sau đó hắn đi tới trước mặt Lâu Thiên Tiêu, nhìn thấy cảnh này, đám người kiếm vô trần nheo mắt. Nếu như Dương Diệp hiện tại giết Lâu Thiên Tiêu, chỉ sợ mọi người không thể thoát khỏi Vân Tiêu Thành. Một thanh kiếm để ngang lên cổ Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả tóc bạc trên cao, nói. Cho người cổ kiếm trai đi, ngươi nói nửa chữ không, ta sẽ làm ngươi người tóc bạc tiễn đưa người tóc đen. Lão giả tóc bạc im lặng hồi lâu, sau đó nói. Ngàn năm qua, ngươi là người thứ hai dám uy hiếp chúng ta. Kiếm quang xẹt qua. Xùy. Lâu Thiên Tiêu mất đi một chân. Trong tràng, tất cả mọi người hoảng hốt, quả nhiên Dương Diệp là một tên điên. Dương Diệp nói, ta nói, cho bọn họ đi, ngươi nghe không hiểu sao, có cần ta nói một lần hay không? Lão già tóc bạc im lặng nửa ngày, sau đó tay hắn vung lên, đám người vây quanh liền lui ra. Bọn họ có thể đi. Lão già tóc bạc nói. Dương Diệp nói, làm phiền tiền bối dẫn bọn họ trở lại cổ kiếm trai. Theo chúng ta đi. Kiếm vô trần nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Như vậy. Chúng ta không ai đi được, nếu như mang theo Lâu Thiên Tiêu đi, người Vân Tiêu Thánh Điện tuyệt đối sẽ không cho phép, bọn họ không có ngu xuẩn như vậy. Ta lưu lại. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu lần nữa, nói. Ta toàn lực chạy trốn, thánh giả cũng không đuổi kịp ta. Vô trần tiền bối, cổ tiền bối, không nên lãng phí thời gian. Các ngươi đi trước, Dương Diệp ta mạng lớn, sẽ không chết sớm như vậy. Kiếm vô trần nhìn Dương Diệp thật sâu, cuối cùng, hắn gật đầu, nói. Còn sống trở lại, chỉ cần trở lại cổ kiếm trai, Vân Tiêu Thánh Điện không thể giết ngươi. Bởi vì tại cổ kiếm trai, chúng ta có thể câu thông tổ sư, có thể cho tổ sư hàng lâm. Cho nên, nhất định phải trở lại, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, một viên tạo hóa đan rơi vào xe lăn trước mặt An Nam Tĩnh, nói. Chờ ta trở lại. An Nam Tĩnh nhẹ nhàng thổi một hơi, viên tạo hóa đan kia bay tới trước mặt Dương Diệp, nói. Người cần nó hơn ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhếch miệng cười cười, nói. Nhất định. Chúng ta đi. Kiếm vô trần vung tay phải lên, kiếm quang bao phủ mọi người, sau một khắc, đám người kiếm vô trần đã biến mất tại chỗ. Bọn họ đi rồi. Lão già tóc bạc nói. Có người từng nói với ta. Dương Diệp ta hữu dũng vô mưu,
không hiểu nhường nhịn, không hiểu lui một bước trời cao biển rộng, lại càng không hiểu lấy đại cục làm trọng. Nói trắng ra chính là, Dương Diệp ta chính là một kẻ lỗ mãng, một kẻ chỉ cần cảm thấy thoải mái sẽ bất kể hậu quả. Rất nhiều người nói đây là khuyết điểm, mà nhiều khi, ta cũng hiểu được đây là khuyết điểm, sẽ sửa. Dương Diệp đi đến trước mặt Lâu Thiên Tiêu, sau đó ngẩng đầu nhìn lão giả, nói. Ngươi nói, ta có nên sửa hay không? Giết hắn, ngươi hẳn phải chết. Lão già tóc bạc nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Ngươi nói, ngươi muốn sửa hay không? Dương Diệp. Lúc này, lão giả áo xanh xa xa gào lên. Lâu Thiên Tiêu chính là truyền nhân của Hợp Hoan phái chúng ta, nếu ngươi dám giết hắn, lão phu sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Hợp Hoan phái. Dương Diệp cười khẽ, sau một khắc, thần sắc hắn biến thành dữ tợn, nói. Tại sao phải sửa chứ? Sinh ra là đàn ông, có ân báo ân, có thù báo thù, sinh ra làm đàn ông, chỉ cần ý niệm không thuận, máu tươi ngàn dặm, sinh ra làm đàn ông, nên ra tay phải ra tay, người đáng chết phải chết. Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xẹt qua. Xuy, đầu của Lâu Thiên Tiêu mang theo một cột máu bay ra ngoài, không trung, một đạo kiếm quang đánh tới, cũng đánh nổ đầu của Lâu Thiên Tiêu. Táng thiên. Lúc này, Dương Diệp gào lên. Oanh. Một cột máu phóng lên trời, trong chốc lát, cả bầu trời như lâm vào tận thế. Chảm. Dương Diệp vừa dứt lời, một đạo huyết quang lóe lên, một tiếng hét thảm sinh ra, mọi người chỉ thấy một gã thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện bị đánh nổ tung, vô số máu tươi rót vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Một kiếm chảm thánh giả. Tất cả mọi người hóa đá. Ngươi muốn chết. Bên cạnh, lão giả áo xanh nhìn thấy Dương Diệp bỏ qua hắn, hơn nữa chém giết Lâu Thiên Tiêu, hắn giận không thể nuốt, thân hình khẽ động lao nhanh về phía Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp không có nói nhảm, bởi vì, hắn lúc này đã biến thành đỏ như máu, so với dĩ vãng, mắt của hắn vẫn còn lý trí. Nửa tỉnh nửa điên, cảm giác được lão giả áo xanh đánh úp lại, khuôn mặt Dương Diệp lộ ra thần thái hung ác, hắn cắm huyết kiếm vào cổ sao, sau đó rút mạnh ra. 100 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Gia trì kiếm ý hư vô cảnh và sát ý hư vô cảnh vào 100 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra với nhau. Ông! Một tia kiếm khí đỏ như máu xẹt qua, xa xa, lão giả áo xanh hoảng hốt, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy kiếm khí đỏ như máu của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, khí lưu màu hồng phấn của lão giả áo xanh vỡ vụn ra, sau đó hắn hét thảm, không biết lão giả áo xanh bị đánh bay đi đâu. Một kiếm đánh lui lão giả áo xanh, Dương Diệp vung tay phải lên, những khôi lỗi thánh giả lao vào các thánh giá của Vân Tiêu Thánh Điện, rất nhanh, khôi lỗi thánh giả bóng đen đã tiến vào hư không với thánh giá của Vân Tiêu Thánh Điện. Sát! Trong tràng, vô số huyền giả của Vân Tiêu Thánh Điện lao về phía Dương Diệp, nhưng đáng tiếc là, không có người nào chống đỡ được một kiếm của Dương Diệp, trái lại, một ít huyền giả Vân Tiêu Thánh Điện thực lực yếu kém bị sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, ngược lại bắt đầu công kích người bên cạnh. Tràng cảnh vô cùng hỗn loạn vô cùng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão già tóc bạc, trên mặt hắn có vẻ dãy giụa, hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng, nói. Phế bỏ hai tay cùng kinh mạch của An Nam Tĩnh chính là lão cẩu ngươi đúng không? Nói xong, hắn trực tiếp chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí huyết sắc xẹt qua phía chân trời, bắn về phía lão già tóc bạc. Nhưng kiếm khí huyết sắc chưa tới trước mặt lão già thì biến mất trong vô hình. Nhìn thấy cảnh này, Yêu Hồ Vương cùng Ma Sư Vương trên hư không khiếp sợ, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có khiếp sợ cùng kinh hãi. Trừ khiếp sợ và kinh hãi, còn có khó tin. Lão già tóc bạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói. Ta vốn muốn yên lặng rời khỏi thế giới này, nhưng không thể như nguyện. Thiên Tiêu đã chết, ta đã không còn lo lắng. Lâu Thiên Vân ta hôm nay thề, ta sẽ giết sạch người Cổ Kiếm Trai và Vân Hải Thư Viện, là tất cả mọi người. Vừa dứt lời, lão già tóc bạc đánh ra một chưởng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, hắn bay mấy ngàn trượng, cuối cùng đụng vào một tòa kiến trúc mới dừng lại. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm khí huyết sắc phóng lên trời, cũng chém vào lão già tóc bạc. Con sâu cái kiến. Lão già tóc bạc nhẹ nhàng vung tay phải lên, đạo kiếm khí huyết sắc của Dương Diệp trực tiếp hóa thành hư vô. Lão già muốn động thủ, mà lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới, lão già nhắm mắt lại, hắn đánh ra một chưởng, đạo kiếm quang kia vỡ vụn hóa thành hư vô. Kiếm quang vỡ nát,
Kiếm Vô Trần và Cổ Chân Nhân xuất hiện ở giữa sân. Lão già tóc bạc nhìn sang, hắn lạnh lùng nói. Đi tìm cái chết sao? Hai vị tiền bối. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện bên cạnh Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân, nói. Ngươi, tại sao các ngươi trở lại? Tuy hắn hiện tại bị sát ý ăn mòn, nhưng may mắn thay, hắn có chút lý trí. Kiếm Vô Trần nhìn lão già tóc bạc hồi lâu, sau đó nhìn Dương Diệp, làn da trên người Dương Diệp đã vỡ ra, máu tươi không ngừng tràn ra, cuối cùng bị huyết kiếm của hắn hút vào. Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân nhìn nhau, trong mắt hai người đều biến thành ngưng trọng. Kiếm Vô Trần trầm giọng nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn, quay trở lại cổ kiếm trai đi. Lập tức trở về. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói. Trở về. Lão già tóc bạc tiến lên một bước, trong chốc lát, cả không gian vặn vẹo, quát. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng mong rời đi. Lâu Thiên Vân, tiến vào hư không đánh một trận. Kiếm Vô Tuần tiến tên một bước, kiếm khí trùng thiên. Hư không, không, không cần phiền toái như vậy. Lão già tóc bạc vươn tay phải ra, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, sau đó chụp vào Cổ Chân Nhân cùng Kiếm Vô Tuần. Ông! Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân hai người quyết đoán ra tay, vô số kiếm quang tuôn ra khỏi cơ thể hai người, nhưng sau một khắc, những kiếm quang kia dừng lại tại chỗ, yên lặng một chớp mắt, những kiếm quang kia hóa thành hư vô. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, kể cả Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sinh ra, Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng tiến vào mặt đất xa xa. Một kích đánh bại hai gã thánh giả. Mà hai gã thánh giả này cũng không phải thánh giả Kiếm Vô Trần lại được gọi là nam giới đệ nhất kiếm đấy. Một bên, trong nội tâm Dương Diệp cũng sinh ra sóng to gió lớn, thực lực hai người Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân căn bản không phải thánh giả có thể so sánh. Nhưng mà, hai người vẫn bị Lâu Thiên Vân đánh bại. Đế, giai. Đúng lúc này, xa xa truyền đến giọng nói suy yếu của Kiếm Vô Trần. Âm thanh vừa dứt, Kiếm Vô Trần đã hóa thành kiếm quang bay đi. Lúc này chung quanh hắn đều là hỏa diễm dữ dội. Đốt hồn. Dương Diệp, lúc ngươi gia nhập cổ kiếm trai, ta từng nói cổ kiếm trai không phụ ngươi, ngươi không phụ cổ kiếm trai, lời ấy, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Kiếm Vô Trần vừa dứt lời. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng chân trời, sau đó có vô số kiếm khí khuếch tán ra chung quanh. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Nhưng sau một khắc, thời gian như dừng trôi. Những kiếm quang kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất không có khí lãng và kiếm quang, còn có Kiếm Vô Trần. Con sâu cái kiến. Lâu Thiên Vân vung tay phải lên, một lực lượng đánh Cổ Chân Nhân bay đi vạn trượng, cuối cùng nện vào mặt đất, không biết sống chết. Lâu Thiên Vân đi tới gần Dương Diệp, nói. Ta áp chế cảnh giới là muốn trở thiên tiêu danh chấn Thanh Châu, đáng tiếc, hắn chết. Không sao, ta sẽ làm tất cả người có quan hệ với ngươi chôn cùng hắn. Lâu Thiên Vân vừa dứt lời, tay phải tìm tòi, không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp cứng lại. Vài năm không gặp, vừa thấy mặt, người vẫn làm cho người ta không bớt lo. Đúng lúc này, giọng nói một nữ tử vang lên. Oanh! Không gian chung quanh Dương Diệp vỡ vụn. Ân! Phía chân trời, Lâu Thiên Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn nữ tử đứng trước mặt Dương Diệp, hắn dò xét nữ tử, hai mắt Lâu Thiên Vân lập tức nhắm lại. Thần khí đế cấp! Nữ tử xuất hiện không quan tâm tới Lâu Thiên Vân, quay người điểm một ngón tay vào mi tâm Dương Diệp. Ông! Kiếm minh vang vọng không gian, một đạo kiếm quang bao phủ Dương Diệp, rất nhanh, huyết sắc trên người Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa, táng thiên lại bị trấn áp vào trong cơ thể. Một lát sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn nữ tử trước mặt. Người tỉnh! Nữ tử trước mặt không phải ai khác, chính là kiếm linh đã ngủ say nhiều năm. Kiếm Linh khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâu Thiên Vân, nói. Người này thực lực rất mạnh, tuyệt đối không phải ta và ngươi hiện tại có khả năng đối địch. Nhưng với thực lực của hắn, có lẽ hắn phải lập tức ly khai thế giới này mới đúng. Nói đến đây, Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn không gian, hồi lâu, nàng nói. Ta hiểu rồi, trên tòa thành này có trận pháp cường đại che phủ khí tức của hắn, bởi vậy, khí tức của hắn không có bị thiên đạo thế giới này phát giác được. Sau đó, Dương Diệp nói, phá vỡ trận pháp này, dẫn thiên đạo đối phó hắn. Kiếm Linh nói ra những lời này dùng truyền âm, bởi vậy, nơi này chỉ có Dương Diệp có thể nghe được.
Oanh! Đúng lúc này, không gian phía chân trời run lên kịch liệt, sắc mặt Dương Diệp lập tức trắng bệch, năm tên thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện đã xuất hiện tại nơi này. Nhìn thấy năm tên thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện, Dương Diệp hít sâu một hơi, 10 tên bóng đen khôi lỗi thánh giả toàn bộ chết trận. Hắn cho rằng 10 bóng đen thánh giả không địch lại đối phương cũng có thể kéo thời gian thật lâu. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã đánh giá thấp thực lực của thánh giả Vân Tiêu Thánh Điện. Vũ khí đế cấp, không nghĩ tới thế giới này còn có vũ khí đế cấp, thật đúng khiến người ta ngoài ý muốn. Không chung, ánh mắt Lâu Thiên Vân nhìn vào người kiếm linh, nói. Bổn tọa vừa tấn thăng làm đế, đang cần một kiện vũ khí, thần phục ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta ngăn chặn hắn, ngươi phá vỡ trận pháp ẩn nấp trên không trung. Sử dụng kiếm vực cảm thụ, ngươi có thể cảm nhận được. Kiếm linh nói trong đầu Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên trên người kiếm linh tuôn ra vạn đạo kiếm quang phóng lên trời, lập tức bao phủ Lâu Thiên Vân. Con sâu cái kiến, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Dương Diệp nói, phá vỡ trận pháp này, dẫn thiên đạo đối phó hắn. Kiếm linh nói ra những lời này dùng truyền âm, bởi vậy, nơi này chỉ có Dương Diệp có thể nghe được. Trong kiếm quang, vang lên tiếng nói khinh thường của Lâu Thiên Vân. Dương Diệp không có lãng phí thời gian, hắn thi triển kiếm vực ra, 2 giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc, hắn hóa thành kiếm quang bay lên trời. 2 tức sau, oanh, cả bầu trời rung động mạnh. Sau một khắc, phía chân trời có cái gì đó biến mất, sau đó chân trời sinh ra dị biến, vô số mây đen tụ tập, rất nhanh, một con mắt to lớn xuất hiện phía chân trời. Thiên đạo chi nhãn. Nhìn thấy một màn này, vô số người sợ hãi hồn phi phách tán. Phía dưới, kiếm quang tán đi. Kiếm linh trở lại trước mặt Dương Diệp, nhưng sắc mặt kiếm linh hiện tại tái nhợt, thân thể càng hư ảo. Trong nội tâm Dương Diệp kinh ngạc, vội vàng nói. Ngươi không sao chớ. Kiếm linh quay đầu liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Đời trước ta thiếu nợ ngươi cái gì sao? Dương Diệp. Xoẹt xẹt. Phía chân trời, vô số dòng điện thoáng hiện, sau đó uy áp ngập trời sinh ra. Giờ khắc này, cả Vân Tiêu Thành đang run sợ. Nhưng sau một khắc, khí thế kinh khủng phóng tên bao phủ Vân Tiêu Thành và ngăn cản thiên uy. Cùng lúc đó, Lâu Thiên Vân quát lớn. Thiên đạo. Thiên đạo có thể làm khó dễ được ta. Tất cả thánh giả Vân Tiêu Thành nghe đây, ngăn cản người này. Hắn vừa dứt lời, Lâu Thiên Vân phóng lên trời. Chúng ta phải rời đi. Kiếm linh trầm giọng nói. Trừ phi thiên đạo thi triển diệt thế thần lôi, nếu không không làm gì được người này, mà một khi hắn rãnh tay, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, hắn đi tới chỗ cổ chân nhân bị Lâu Thiên Vân đánh bay. Lúc hắn nhìn thấy cổ chân nhân, Dương Diệp thống khổ nhắm mắt lại. Cổ chân nhân còn chưa chết, nhưng toàn thân đã vô cùng thê thảm. Dương Diệp, tốt còn sống. Ngăn lại hai người. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong chốc lát, năm tên cường giả thánh giả cảnh và vô số huyền giả Vân Tiêu Thánh Điện đều lao về phía Dương Diệp cùng kiếm linh. Kiếm linh nhắm mắt lại, bấm tay vẽ một cái. Ông! Một đạo kiếm khí xẹt qua. Gần ngàn tên bán thánh cao cấp của Vân Tiêu Thánh Điện bị chém thành hai nửa. Chúng ta đi. Kiếm linh bay đến trước mặt Dương Diệp, bắt lấy bả vai Dương Diệp và quay người biến mất phía chân trời. Ngay vào lúc hai người định chạy ra khỏi Vân Tiêu Thành, một màn sáng màu đen xuất hiện trước mặt hai người, sau đó trong màn sáng bắn ra hai tia sáng vào hai người bọn họ. Bành! Hai người bị cột sáng đánh lùi ngàn trượng. Trận pháp! Sắc mặt kiếm linh âm trầm, nàng đang muốn ra tay. Thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện đã vây tới. Ngươi ngăn cản những người này, ta đến phá trận. Kiếm linh vừa dứt lời, vô số đạo kiếm quang tuôn ra khỏi người nàng, tốc độ kiếm quang cực nhanh, một đạo bắn vào màn sáng màu đen. Bên cạnh, Dương Diệp xuất ra một viên tử tinh thạch ăn vào, sau đó nhìn về phía đám cường giả Vân Tiêu Thánh Điện xông tới. Sau một khắc, huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ông! Kiếm minh vang vọng không gian, kiếm quang hiện ra. Mấy ngàn tên cường giả Vân Tiêu Thánh Điện bị chém bay đầu, trong tràng, vô số máu tươi phóng lên trời, cuối cùng hội tụ mà thành cột máu bay vào trong huyết kiếm của Dương Diệp, lúc này, huyết kiếm trong tay Dương Diệp càng thêm ngưng thực. Mùi máu tươi bao phủ toàn bộ Vân Tiêu Thành. Phía chân trời, trong một phiến hư không. Trong phiến hư không này có 14 người đứng đấy, cầm đầu là một gã lão giả tóc đỏ,
bên cạnh hắn là hư vô thần. Phụ thân, ra tay. Nhìn Dương Diệp cùng kiếm linh phía xa bị nhốt lại, hư vô thần trầm giọng nói. Sau nửa ngày, lão giả tóc đỏ khẽ lắc đầu. Còn chờ tới khi nào? Hư vô thần cau mày nói. Lâu Thiên Vân Ly sẽ rời khỏi thế giới này. Lão giả tóc đỏ trầm giọng nói. Hắn không rời đi, chúng ta xuống dưới, không thể nghi ngờ là chịu chết. Hắn có thể đối kháng thiên đạo. Hư vô thần trầm giọng hỏi. Lão giả tóc đỏ nói. Vốn có thể, có lẽ hắn sẽ trực tiếp ly khai thế giới này, bởi vì, đối kháng với thiên đạo là hành vi phi thường không sáng suốt. Nhưng Lâu Thiên Tiêu thần hồn câu diệt, nếu không phải vì giết Dương Diệp, diệt Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai, chỉ sợ hắn sẽ sinh ra tâm ma. Về phần thiên đạo, chỉ cần hắn không hủy diệt thiên đạo chi nhãn sẽ không liều mạng với hắn. Đế giả cảnh đấy, loại nhân vật này, cho dù là thiên đạo chi nhãn cũng sẽ nể tình. Ngươi nói, hắn rảnh tay có tiêu diệt chúng ta hay không? Hư vô thần đột nhiên nói. Sắc mặt lão giả trầm xuống. Không tốt. Thiên hồ tộc Quy Thuận Vân Tiêu Thánh Điện còn phái thánh giả chạy đến. Một gã thánh giả sau lưng lão giả tóc đỏ đột nhiên nhìn về phía xa xa. Ngăn cản bọn họ. Lão giả tóc đỏ trầm giọng nói. Tông chủ. Một lão giả sau lưng lão giả tóc đỏ nói. Dương Diệp và nữ tử thần bí kia không có phần thắng. Vô thần nói đúng, mặc kệ Dương Diệp và nàng có phần thắng hay không, Lâu Thiên Vân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy. Vì sao chúng ta không trước tạo phiền toái cho hắn? Vô thần, người quay lại trong tông, lập tức khởi động tổ thức, một khi xảy ra chuyện không ổn, lập tức gọi tổ hàng lâm. Lão giả tóc đỏ nói. Hư vô thần gật đầu, biến mất phía chân trời. Mà các thánh giả tắc sau lưng lão giả cũng biến mất, đều đi chặn đánh cường giả thiên hổ tộc. Vân Tiêu Thành. Dương Diệp một người đối mặt 5 tên thánh giả và thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện liên tục công kích. Tuy dựa vào táng thiên miễn cưỡng có thể chống lại, nhưng hắn đã rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, trong thành có 4 bóng người bay ra, rất nhanh, 4 bóng người này lao vào trong trận doanh cường giả của Vân Tiêu Thánh Điện, cùng đối chiến với thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp, đi mau, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, Vân Hải Thư Viện và Cổ Kiếm Trai sẽ vĩnh viễn tồn tại. Trong đám người, một giọng nói vang lên. Trác giáo tập. Ánh mắt Dương Diệp nhìn 4 người kia, trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì 4 người là 4 người Trác giáo tập đuổi hắn ra khỏi Vân Hải Thành. Hắn không nghĩ tới 4 người này vậy mà theo tới Vân Tiêu Thành, lại xuất thủ tương trợ. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Trác giáo tập, các ngươi lui đi. Nghe vậy, 4 người Trác giáo tập không do dự, thân hình khẽ động, thối lui đến bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp tâm niệm vừa động, sau lưng hắn xuất hiện 3.000 đạo kiếm quang. Kiếm quang trực tiếp chui vào trong đám cường giả Vân Tiêu Thánh Điện. Yên tặng một chớp mắt, vô số đạo kiếm quang cắt nát không gian ngàn trượng. A! À, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số máu tươi không ngừng phóng lên trời, cuối cùng chui vào trong huyết kiếm của Dương Diệp. Lúc này đây, cột máu vẫn không dừng lại. Sau một tát, kiếm quang biến mất, những huyền kiếm tiên giai đều bay vào hộp kiếm sau lưng Dương Diệp. Trong tràng Vân Tiêu Thánh Điện trừ còn lại 2 gã cường giả thánh giả cảnh, những người còn lại đều vẫn lạc. Phải nói, cả Vân Tiêu Thành không có bao nhiêu người sống. Trước kia thánh giả Vân Tiêu Thánh Điện giao thủ cùng Dương Diệp, Dự Uy đã diệt sát vô số huyền giả. Lúc này, cả Vân Tiêu Thành, vô số người cầu xin tha thứ, hoảng sợ kêu thảm thiết, còn có rất nhiều người điên cuồng mắng chửi. Oanh! Đúng lúc này, cả Vân Tiêu Thành run lên kịch liệt, trong ánh mắt của tất cả mọi người. Màn sáng bao phủ Vân Tiêu Thành đã vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, những người may mắn còn sống sót mừng như điên, bọn họ tập tức bỏ chạy. Chúng ta đi. Kiếm Linh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu. Kiếm Linh sửng sốt, 4 người Trác giáo tập sửng sốt. Trác giáo tập, các ngươi nhanh chóng trở lại Vân Hải Thành. Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Trác giáo tập muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại khoát khoát tay, nói. Trác giáo tập, nếu như ngươi còn nhận ta là viện trưởng, như vậy ngươi nên quay về Vân Hải Thư Viện. Về phần ta, ta có lựa chọn của ta. Các ngươi đi đi. Lúc này, bỗng nhiên Kiếm Linh thấp giọng nói. Nói xong, Kiếm Linh cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang bao phủ 4 người, thoáng qua,
bốn người Trác giáo tập biến mất tại chỗ. Kiếm Linh, ngươi cũng đi thôi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, nói khẽ. Ta không thể lại liên lụy ngươi. Thiên đạo chi nhãn không cho phép hắn ngừng lại trên thế giới này bao lâu, chỉ cần chúng ta rời đi, kéo thêm một thời gian ngắn, hắn sẽ bị bức bách rời khỏi thế giới này. Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chúng ta có thể trốn, nhưng Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai thì sao? Bọn họ trốn không thoát. Hơn nữa, ta cũng không muốn trốn. Chuyện của An Nam Tĩnh, chết một Lâu Thiên Tiêu làm sao có thể đủ. Ta muốn Lâu Thiên Vân và Vân Tiêu Thánh Điện trả giá thật nhiều. Nói xong, Dương Diệp xé quần áo của mình, trước ngực hắn xuất hiện hình xăm cùng kỳ, bộ dáng dữ tợn giống như muốn thôn phệ thế giới này. Đột nhiên Kiếm Linh giữ chặt cánh tay Dương Diệp, nhìn hình xăm cùng kỳ trước ngực Dương Diệp, trong mắt Kiếm Linh có kiêng kỵ thật sâu. Sau nửa ngày, nàng lắc đầu, nói. Ta không biết đây là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, người cưỡng ép triệu hoán nó sẽ giết người đầu tiên. Ta không có lựa chọn. Dương Diệp lắc đầu, hiện tại Lâu Thiên Vân bị thiên đạo vây khốn, hắn có thể trốn. Nhưng Vân Hải Thành và cổ kiếm trai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không quản Vân Hải Thành và cổ kiếm trai, hắn một mình chạy trốn hay sao? Còn nữa, chuyện của An Nam Tĩnh cùng cổ chân nhân và kiếm vô trần không thể chết vô ích. Chết một Lâu Thiên Tiêu, còn chưa đủ. Ngươi còn có lựa chọn. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, rất nhanh, hắn hiểu được Kiếm Linh nói là cái gì. Lập tức, hắn quyết đoán lắc đầu, nói. Ta không muốn hại ngươi. Ngươi bây giờ đã không phải là ngươi lúc trước. Kiếm Linh nói. Thực lực của ngươi so với lúc trước, bất kể là lực lượng thân thể hay kiếm ý, hay là cảnh giới, đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, lúc này chúng ta không xuất hiện tình huống lúc đó. Đương nhiên, nhất định sẽ có cắn trả, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như lần trước cũng khẳng định không có nghiêm trọng như phóng thích ra hỏa trong người của ngươi. Dương Diệp nhìn Kiếm Linh nửa ngày, sau đó gật đầu. Kiếm Linh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất. Cùng lúc đó, tay trái Dương Diệp xuất hiện cổ sao, tay phải là một thanh kiếm. Kiếm vào vỏ. Ông! Một đạo kiếm minh đâm thẳng vào bầu trời. Giờ khắc này, cả Thanh Châu đều nghe thấy tiếng kiếm ngân vang. Kiếm này không phải đế cấp. Trên hư không, đồng tử lão giả tóc đỏ co rút lại, trong mắt có vẻ kinh hãi. Trên không Vân Hải Thành, Lâu Thiên Vân xuất hiện trên không trung, sau lưng hắn là thiên đạo chi nhãn, nhưng giờ phút này, thiên đạo chi nhãn không có nhìn Lâu Thiên Vân, mà là đang nhìn Dương Diệp. Lâu Thiên Vân nhắm mắt lại, ánh mắt lại nhìn vào kiếm trên tay của Dương Diệp kiếm, nói. Sau khi kiếm và vỏ hợp thể, vậy mà siêu việt phẩm giai, thế gian này còn xuất hiện thần vật như thế. Nếu như Dương Diệp ngươi mạnh hơn một chút có thể uy hiếp được ta. Nhưng hiện tại, ngươi vẫn là con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, Lâu Thiên Vân đánh ra một chưởng, một bàn tay đánh về phía Dương Diệp. Bàn tay rất bình tĩnh, Vân Tiêu Thành cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà sắc mặt Dương Diệp trắng như tờ giấy, hiển nhiên, bàn tay kia nhắm vào hắn. Chạm! Dương Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ. Ông! Khi tiếng kiếm vang vọng không gian, một đạo kiếm khí phóng lên trời. Oanh! Kiếm khí xuất hiện, cả Vân Tiêu Thành cùng Vân Tiêu Thành hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, hư không vị trí của Yêu Hồ Vương cùng đám người lão giả tóc đỏ cũng bị đánh nát, các thánh giả kinh hãi gần chết. Vội vàng xé rách không gian thoát đi. Trừ việc này ra, thiên đạo chi nhãn sau lưng Lâu Thiên Vân cũng đào tẩu khi Dương Diệp rút kiếm ra. Cùng lúc đó, Bồng Lai đảo cách Vân Tiêu Thành ngàn vạn dặm, đế nữ đang ngồi trên ghế mở mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Vân Tiêu Thành. Sau một khắc, đế nữ biến mất tại chỗ. Trong Vân Tiêu Thành, vào thời điểm Dương Diệp rút kiếm ra, hai mắt của Lâu Thiên Vân mở to, trong mắt hắn mang theo kinh hãi. Dương Diệp trước kia đã thi triển kiếm kỹ này, uy lực quả thật khôn nô di tệ, nhưng với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử chơi đất mà thôi, bởi vậy, khi Dương Diệp tiếp tục thi triển kiếm kỹ này, hắn không đặt trong lòng lòng. Nhưng đối mặt với kiếm này, hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, Lâu Thiên Vân đã bất chấp tất cả, song tay khẽ vẫy, thiên địa linh khí chung quanh mấy mười vạn dặm tập trung vào người hắn, cuối cùng. Những linh khí này tụ tập vào lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, một tiếng gầm vang lên, Lâu Thiên Vân vỗ một chưởng vào Dương Diệp. Cùng lúc đó,
Đôi tay hắn khẽ vẫy, không gian chung quanh tầng tầng lớp lớp điệp ra, bởi vì điệp ra quá độ, không gian trong phạm vi vạn dặm vặn vẹo. Không chỉ có như thế, trong người hắn tuôn ra vô số ánh sáng tím, nhưng ánh sáng tím này ngăn cản chung quanh hắn. Oanh! Trưởng ra, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp đổ. Mà lúc này, đạo kiếm khí của Dương Diệp dễ dàng chém vỡ đạo năng lượng trưởng ấn thứ nhất của Lâu Thiên Vân, tốc độ còn không giảm chém vào trưởng ấn thứ hai của Lâu Thiên Vân. Vào thời khắc kiếm khí chạm vào trưởng ấn thứ hai, cả hai run lên kịch liệt, sau một khắc, đạo trưởng ấn năng lượng của Lâu Thiên Vân trực tiếp nổ ra, kiếm khí không bị ngăn cản phóng lên trời, cũng chém vào hàng rào không gian bao quanh Lâu Thiên Vân. Oanh! Vô số hàng rào không gian điệp ra lập tức vỡ vụn, sau đó có một tiếng hét thảm thiết vang lên, kiếm khí phóng lên trời lần nữa, chui vào chân trời xa xôi. Oanh! Phía chân trời xa xa xuất hiện đám mây hình nấm. Rầm rập. Giờ khắc này, thiên địa Thanh Châu run rẩy, cả khu vực Thanh Châu, vô số núi và đại địa văng tung tóe, vô số núi lửa sâu trong lòng đất phun trào, trừ việc đó ra, hải vực trong khu vực Thanh Châu bộc phát sóng thần, hằng hà sóng thần bao phủ đại tục trên phạm vi lớn. Kinh khủng nhất chính là kinh khí ở nơi này giảm đi nhanh chóng, sau đó toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Không thấy kinh khí, đại địa chi mạch cũng bị hủy diệt. Lúc này là tận thế của Thanh Châu. Vân Tiêu Thành, không, lúc này Vân Tiêu Thành đã sớm không thấy, chỉ còn lại vực sâu không đáy. Trong vực sâu, Dương Diệp nằm trên mặt đất, hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở to mắt, sau khi mở to mắt, hắn vội vàng cho tâm thần chìm vào trong cơ thể. Kiếm Linh, Kiếm Linh. Không có trả lời. Dương Diệp sinh ra khủng hoảng, cũng may đúng lúc này, trong đầu hắn có tiếng nói hư nhược vang tên. Ta vô sự. Nghe vậy. Trong nội tâm Dương Diệp thở ra một hơi, hắn tại vội vàng nói. Tiểu Tuyền Qua. Trầm mặc một hồi, Tiểu Tuyền Qua trong cơ thể hắn hơi lưu chuyển, thấy thế, Dương Diệp thở ra một tần nữa. Kiếm Linh cùng Tiểu Tuyền Qua đều không có việc gì. Dương Diệp tươi cười, vừa nghĩ thế, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, chính mình lại không thể động đậy. Hắn vội vàng tra xét thân thể, hồi lâu, hắn cười khổ, Kiếm Linh cùng Tiểu Tuyền Qua không có việc gì. Nhưng hắn có việc. Lúc này, trong cơ thể hắn không chỉ có không có một tia huyền khí, hơn nữa cả thân thể đều vỡ ra, trừ việc này ra, kinh mạch cũng vỡ ra. Duy nhất đáng ăn mừng là cảnh giới của hắn không mất đi, tất cả đều bình thường. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới thân mình có thứ gì đó lưu động, sau lưng hơi nóng nóng, hắn nghiêng đầu nhìn sang, hắn lập tức kinh ngạc, bởi vì chung quanh hắn đều là nham thạch nóng chảy. Tuy nhiên những nham thạch nóng chảy này không tạo thành ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng hắn cũng không muốn mình bị nham thạch nóng chảy bao phủ. Hắn cố nén thân thể không khỏe đứng lên. Lần nữa xuất ra một viên tử tinh thạch nuốt vào, sau một lúc lâu, cơ thể của hắn có huyền khí, Tiểu Tuyền Qua bắt đầu xoay tròn, sau đó vô số tử khí tuôn ra khỏi Tiểu Tuyền Qua, cuối cùng tiến vào tứ chi bách hải của hắn, chữa trị thân thể hắn. Hồi lâu, rốt cục hắn có một chút năng lực hành động. Hắn ngự kiếm chậm rãi bay ra khỏi vực sâu, đi vào mặt đất. Hắn nhìn cảnh trước mặt và ngây người. Lúc này Vân Tiêu Thành không biết đi đâu, chung quanh là hài cốt đầy đất cùng dòng sông máu. Sau khi hắn bay lên, dòng máu này phóng lên trời, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng cũng bị hắn hấp thu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.